Chị Trang Huy cơm hả chị? Dạ ăn cơm với bún riêu hả chị? Dạ. Wow, vậy cơm cháy ngon quá. Chị có bán gì cơm cháy ngon quá kìa. Buổi sáng các học sinh ăn của chị ở đây nhiều lắm ha. À vậy ra. Qua quay dĩa cơm cháy ra cho em đổ dĩa cơm cháy nha chị. Cái này làm mê lắm này nha. Tàu chắc lâu lâu dữ lắm hả chú? À vậy hả chú? Đã nhiều năm chú nhớ không chú? Cái cầu dán tới giờ cỡ ba mấy năm rồi. À vậy. Lúc tôi biết tới giờ là gì đó. À. Mà cũng ngộ hả chú. Ở đây thì giống như ở Tổng Quảng thì là chợ Tổng Quảng nhưng mà xã thì là xã Thế Quảng. Ở đây thì chợ Cả Mới mà là xã Thới An. Không, xã hồi xưa đó là xã Thới An, sau này nó dồn lại Thế Quảng. Chị đồ bánh bông lan. Cho mấy bánh tí xíu đi chị. Dạ. Dạ. Đổ bằng lửa than luôn cô chú. Đây. Dạ ở Châu Thành. Gần đây à. Dạ. Cái lò chắc lâu năm dữ ha chị. Nhiều năm rồi. Có tên khác nữa không chú? Xưa giờ. À Thới An. Sau này mới đổi thành Cả Mới nha. À, thấy có cái bảng chữ chợ Thới An. Dạ. Bao nhiêu năm rồi chú? Nếu mà nhà lòng này xây được có bao nhiêu năm? Cô bán. Thì bên đây thì bán cá lóc. Vậy cá đó cá chê bằng sẵn luôn hả chị? Dạ. Cá lóc này cô chú. Cá lóc nha. Chắc nuôi mùng quá chị. Mình nhìn mình biết con nào nuôi mùng với nuôi hầm không ta? Nhìn ta biết chứ. Vậy đó hả? Cái con nuôi hầm sao dễ biết cô, hay là cái con nuôi mùng sao biết được cô? Đây. Đó, đây. Bà con cô bác có đi ngang chợ cấm hết rồi. Đâu có sao đâu, đâu có. Cô bác em tới bánh xe kìa. Bán bánh tráng trộn. Vậy đó hả? À bán đồ ăn vặt nữa ha. Rồi, đây. Đó, lại một lần nữa nè. Thôi lấy tay chào đi, chào cho chỉ vui đi kìa, hai người luôn, chào luôn, lấy tay chào luôn. Vậy đó nha. Rồi. Dạ. Đây có bánh tằm. Đây bánh đúc. Đây bánh đúc nè. Đây. Vậy quá trời luôn. Vậy hả? Con này đẹp hơn nữa nha. Mà con quay không cần đẹp đâu, con quay hơi cho cô bán hết đi, cái đó mới quan trọng đó. Nha, chứ quay mà đẹp hoài đâu có được, phải bán hết mới được nha. Quay đẹp mà bán mới được. À đúng rồi, vậy đi. Đi lại mà gặp hỏi ai nó gần hết là mừng rồi đó. Nó sạch trái cây nè cô chú. Chị quay trái cây nghe chị gái. Chị bán trái cây. Mấy chị đang lựa trái cây quá trời luôn. Quýt. Nhãn. Bưởi. Quýt. Xoài. Dạ. Dạ. Miền Tây Sông Nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Hiện tại thì Miền Tây Sông Nước đang có mặt tại xã Thới An, thuộc huyện Cà Mau của tỉnh Kiên Giang. Cụ thể hơn thì hôm nay Miền Tây Sông Nước sẽ đưa cô chú anh chị đi tham quan một ngôi chợ ở miền quê. Đúng nghĩa miền quê luôn nha cô chú. Đó chính là chợ Cả Mới. Đây là quan cảnh ở phía trước chợ nè cô chú. Mình muốn vô chợ thì mình phải qua một cái cầu. Đây. Gần đây thì có trường học, mấy bạn nhỏ đi học rất là nhiều nè. Quán đồ ăn sáng, bán đồ ăn sáng ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn đi thẳng hướng này nè thì mình sẽ đi thẳng về hướng cống Cái Lớn Cái Bé được nha. Hướng này đây. Còn hướng sau lưng ngược lại của em thì mình sẽ đi ra tuyến quốc lộ 61 nha. Đi ra chợ Đường Xuân. Đây, thì đây lộ lớn là đi đến hướng này nè. Cách đây mấy ngày Miền Tây Sông Nước có ghi hình chợ Tổng Quảng nữa. Sẵn hôm nay có dịp thôi Miền Tây Sông Nước ghé ghi hình chợ Cả Mới luôn. Chợ Miền Dương. Chợ này nhóm sớm lắm cô chú. Đi tí xíu là nhóm sớm vô cùng luôn. Chợ miền quê nha, chợ miền quê. Đưa con đi học nữa, phụ huynh đưa con đi học nữa. Rất là nhiều luôn. Miền Tây Sông Nước cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã đón xem clip của Miền Tây Sông Nước trong suốt thời gian vừa qua nha. Cảm ơn khán thính giả rất là nhiều luôn, đã ủng hộ cho kênh của Miền Tây Sông Nước. Và Miền Tây Sông Nước cũng rất là mong khán thính giả gần xa hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của Miền Tây Sông Nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, bây giờ mình phải đi chợ sớm thôi cô chú, tại vì chợ này là họp nhóm chợ rất là sớm mà tan chợ cũng rất là nhanh nữa. Đây, bây giờ thì sắp 7 giờ thì em sẽ đi sớm hơn tí xíu hơn thường định nha. Thường bữa thì em đi khoảng 7 giờ mới bắt đầu bấm máy ghi hình, nhưng mà bây giờ mình phải ghi hình liền mới được để hơi trễ giờ. Dạ, bây giờ mình đi tham quan chợ cùng với em nha. Đây, mấy cô chú em thấy đi chợ sớm vô cùng luôn á. Đây nè. Đây cũng có quán ăn là cô chú. Mọi người đang ăn sáng nè, bà con. Chị gái bán cơm đắt lắm. Có tiệm chị gái bán cơm. Chị cho em quay cơm đó nha chị. Dạ. Chị gái bán cơm với bún riêu hả chị? Cơm. Dạ. Wow, dưa cơm cháy ngon quá. Chị có bán dưa cơm cháy ngon quá kìa. Buổi sáng chắc học sinh ăn của chị ở đây nhiều lắm ha. À vậy đó hả? Mình qua quay dĩa cơm cháy ra cho em mượn dĩa cơm cháy nha chị. Trời ơi, cái này làm mê lắm nè nha. Đây. Trang với mỡ hành nữa nha. Đó. Đây, gửi lại chị. Ở đây cơm chị bán một phần bao nhiêu nè? 20.000. À dạ, 20.000 hả? Hồi nãy giờ cũng đưa rồi chị, đâu có gì nữa đâu, phải sợ nữa. Đây, sườn nướng nè, với giò móng rồi kìa, quá trời luôn. Sườn bị nướng đẹp quá ha. Nó có giò. Sườn em nướng nha. Bên đây thì chưa vào chợ nha cô chú. Mình muốn vào chợ thì mình phải đi qua một cái cầu, đó là cầu Cả Mới. Đây, nãy anh kia có nói. Cầu này chắc cũng lâu lắm rồi. Cầu này chắc lâu dữ lắm hả chú? Lâu rồi, từ xưa cầu Giáng, cầu Kỷ rồi tới cầu Giáng, giờ tới cầu này nè. À vậy hả chú? Lâu lắm rồi. Dạ. Cỡ nhiều năm chú nhớ không chú? Từ cái cầu Giáng tới bây giờ cỡ 30 mấy năm rồi. À vậy. Từ lúc tôi biết tới giờ là vậy đó. À dạ. Mà cũng ngộ hả chú? Ở đây á, thì giống như ở Tổng Quảng á, thì là chợ Tổng Quảng nhưng mà xã thì là xã Thế Quảng. Ở đây thì chợ Cả Mới mà là xã Thới An. Ông xã hồi xưa đó là xã Thới An, sau này nó dồn lại Thế Quảng. À vậy hả? Hồi đó ở đây cũng có xã rồi. À. Rồi xuống ấp lại. Vậy đó ha. Tại vì con kiếm trên hồi xưa xã Thới An. À xã Thới An. Sau này đổi thành ấp lại. Đổi lại ấp. Tại vì dồn lại xã Thới Quảng. Con search trên bản đồ trên điện thoại á, ở đây là chợ Thới Quảng mới ra. Chú đang ăn sáng rồi, mấy chú đang ăn sáng quá chừng. Rồi vậy con cảm ơn chú nhiều nha. Chú đang uống cà phê. Bà chủ quán đẹp. Dạ nãy giờ quay rồi. Chú con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, chú ăn sáng với cà phê đây luôn nha. Dạ dạ. Rồi vậy em cảm ơn bà chủ nhiều nha. Rồi cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Rồi bye bye. Dạ bữa nó bấm lên Miền Tây Sông Nước xem chợ Cả Mới nha. Miền Tây Sông Nước hả? Dạ. Bấm vô Miền Tây Sông Nước xem chợ Cả Mới á. Dạ dạ. để về nhà làm nhạc rồi dưới lòng tiếng cho nó hay hay lên chút xíu ha, cân chỉnh rồi lên thêm nữa. Comment em kìa, làm cà phê sáng. Dạ dạ, cảm ơn chú. Đây chị gái, chị gái ơi, cảm ơn chị gái nha, cảm ơn hai chị luôn. Dạ dạ, anh nói gì em nghe chưa rõ à? Vậy đó hả? À đây có trường mầm non ha. Tính ra đây có mấy trường nha, anh thấy mấy đứa nhỏ đi học quá chừng luôn mà không biết. À trường mầm non chị đi học luôn ha. Dạ cấp 2 nữa hả? Dạ đây có mấy chú nè uống cà phê nè. Dạ 889 là trả đó. Dạ. Ở Thế An đó. dạ. Giờ nhập đi Thế Quảng. Dạ. Hôm bữa có đi chợ Tổng Quảng rồi. Dạ. Tổng Quảng bên kia đúng rồi. Dạ. Hiện tại thì tính Dương Hồng Loan hả? À đó là Dương Hồng Loan đó ha. À dạ. Chú ơi, Dương Hồng Loan phiên bản chợ Cả Mới đúng không? À đúng rồi, ok. Vậy đó hả? Chuyện này có chừng nghỉ bán bún luôn, qua bán hột sòn luôn. Đó, hột sòn luôn hả? Dạ. Quá trời luôn. Rồi thôi em di chuyển nha, để vô chợ nữa. Chào cả nhà nha, chào mấy anh em nha. Đây, ba anh em cho xin tấm hình đẹp đẹp đi. Chào nha, vẫy tay chào là được rồi. Rồi, dạ. Ở đây cô chú, chợ Cả Mới mình á, thì cách chợ Tổng Quảng á, thì nãy em có đo trên bản đồ là khoảng 8 cây cô chú. Còn đi ra tới quốc lộ mình thì khoảng 10 cây xa. Cô đi chợ gọi cô. Dạ. Đây, bây giờ mình đi qua cầu nha. Để đi vô chợ. Chợ này phải đi sớm mới được. Vì trễ là hết người luôn á. Đây qua cây cầu nhỏ xíu nè. Cầu này thì ở giữa cái nhịp giữa thì lại có một cái phần sắt, làm bằng sắt chứ không phải là bằng bê tông, sắt thép. Rồi đó, bây giờ em sẽ đi vào chợ nha. Rồi chào anh nha. Rồi. Dạ dạ. Đây. Mình sẽ đi vào chợ nha. Họ qua cầu phía trước này thì có chợ nông sản nha cô chú. Còn cặp ở phía bên tay phải của em á, thì mình sẽ có một cái chợ nhà lòng. Đây. Vậy mấy cô chú bán thịt heo nè, chợ miệt dường. Người đi chợ sớm lắm, thức cũng sớm nữa. Ở đây có cô bán quần áo. Rồi cô quay phim cánh chợ cô ơi. Cô đang cắt giải hả? Dạ, hello Mai ha. Này cô có tiệm quần áo nè, đồ bộ với gối, mền ha. Chợ đi nhóm sớm hả cô? 5 giờ. Vậy đó hả? 4 giờ mấy nhóm rồi. Dạ. Chợ mấy giờ tan? Chắc 8 giờ quá. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, chúc cô ngày mới vui vẻ. Đây có bán bánh mì này của chú. Có mấy chị bán ở chợ này. Có bán bánh mì nữa cô chú. Cho con quay bánh mì tí xíu cho cô. Dạ. Dạ con ăn sáng rồi. Dạ. Dạ, sung chứ, sáng sớm lên thấy sung rồi nè. Dạ. Cả mới ha. Dạ. Cả mới lớn ha. Ủa vậy là chắc có cả mới nhỏ quá. Có, cả mới nhỏ có luôn. Dạ. Mới nhỏ không biết có chợ không, không biết. Dạ. Đây là chợ cả mới lớn. Dạ. Có tên khác nữa không chú? Xưa giờ. Thì hồi đó chợ Thới An. À, Thới An. Sau này mới đổi thành cả mới ha. À, dạ. Thấy có cái bảng chữ chợ Thới An trước. Thới An ngày xưa. Dạ. Xưa là Thới An. Bao nhiêu năm rồi chú? Nếu mà nhà lòng này xây được bao nhiêu năm? Nhà lòng này hả? Không đón thử rồi nhớ lại. Phải 66. Cái chợ nhà lòng này xây từ cỡ 10 năm rồi. Hồi xưa chắc nhóm chợ Chòm Hổm đâu có nhà lá. Chòm Hổm ở chợ này mới làm nè. À đúng rồi, cái này thấy còn mới nè. Tiền chế này mới làm nè. Vậy là vậy là có nhà lòng trước. À Chòm Hổm nha. Dạ. Ở đó thì quần áo rồi đó. À dạ. Đây là chợ cá. Vậy là tiền chế này mới xây đây. Mới xây. À. Đó, chợ này là không có cái gì chợ mì trường luôn đó. Đúng nghĩa luôn ha. Trống trơn. Dạ. Rồi tự buôn bán, rồi tự mua dù tre. À dạ. Mua dù tre rồi sau nhà nước ta mới làm được chợ. Dạ. Bữa trước thì con có quay chợ Ngọc Thành á, chợ Ma đó. Ở Dòng Ghiền á, rồi chợ cây dừa nữa. Cũng nhóm chợ sớm vậy lắm. Nhóm cũng sớm. Dạ. 4:30 nhóm. Rồi chợ Ngọc Thuận nữa. Vinh Thuận Lợi á, ngày xưa đường đi xuống á. Còn chợ sớm hơn nữa thì cũng có như chợ Kinh Ganh. Kinh Ganh của Dòng Ghiền. Dạ. Con cũng ghi hình rồi. Qua chợ Thí Liễu không? Rồi hết luôn. Dạ. Đường Xuồng rồi Sóc Giang cũng có đi rồi Cà Nhung cũng đi rồi luôn. Nói chung là chợ Gò Quao là đi nhiều lắm luôn á. Ba Hồ cũng đi tới Ba Hồ luôn nữa. Rồi vậy con cảm ơn chú nhiều nha. Chúc chú sức khỏe với lúc nào cũng vui vẻ nha. Chú bán dừa hả? À, đây chú bán dừa nè. À, dừa dứa, dừa sim ha. Đây cảm ơn hai bà đi. Bà ơi con cảm ơn hai bà nhiều nha. Chúc hai bà sức khỏe với lúc nào cũng vui vẻ nha. Chắc bà đi chợ quá. À bà chủ nhà hả? Còn bà là bán bánh mì đây ha. À bà mới đi chợ hả? À dạ dạ. Đây có hai bà nè. Dạ, cảm ơn nha các chú. Dạ. Ở đây có mấy chị bán cá nè, ở Chòm Hổm bán cá nè. Giờ này chợ nhộn nhịp rồi đó cô chú. Chị cho em quay cá biển nha chị. Cá lẩu đó là nhiêu tiền? Cô chú cá biển nè. Cá bông muối 224.000, cá chim 214.000, cá hường nữa kìa, không cá hường hay cá đỏng gì chị? Cái này chị. À cá hường ha. Chị có bán cá đuối nữa nè. 15.000 là 85.000, 85.000. Đây, đây cá ngát không chị? Cá bún nè. À dạ. Cá này cô chú. Quá chừng luôn. Chị có bằng sẵn cho khách luôn nha. Đây. À. Cái đuối to này. Khách là chị khách nãy mua cá đuối rồi đó. Mấy cô đi chợ rồi. Chị làm cá này. Cảm ơn nhiều nghe chị. Dạ. Đây có đồ bánh bông lan. Bánh bông lan đây nè cô chú. Giờ này mấy anh em cũng đi chợ nhiều quá ha. Đi làm đi chợ luôn rồi. Đây chị đồ bánh bông lan. Cho quay bánh tí xíu nha chị. Dạ. Dạ. Đây. Đổ bằng lửa than luôn đó cô chú. Đây. Ở đâu lại đây quay vậy? Dạ ở Châu Thành. Gần đây à. Dạ. Cái lò chắc lâu năm dữ ha chị. Nhiều năm rồi. Vậy thiệt vậy luôn hả? Có truyền từ đời này sang đời kia không? Có đời này sang đời mình không? Em nghĩ chắc này chứ đồ gia truyền rồi quá. 2-3 năm vậy hả? Vậy đó hả? Cái khuôn này từ lâu. À cái khuôn thì lâu đúng không? Em nghĩ cái khuôn lâu. Vậy đó hả? À. Ở đây mở cho em quay cái, mở cho quay cái, mở cho em quay cái. Giả lên cho em quay cái. Chưa, chút xíu nữa hả? Đây còn đánh bằng tay nữa hả ta? Đánh bằng tay thiệt luôn hả? Vậy đó hả? À. Hôm trước em đi quay chợ Xuân Khánh ở Cần Thơ. chợ Xuân Khánh đó chị. Cái cô đó đó ngày xưa đánh bằng tay, nhưng mà sau này thì cổ đánh bằng máy lại, nhưng mà cổ vẫn quết một chút xíu bằng tay lại nha. À dạ đúng rồi. Đây. Dạ đây mua cái mà cầm tay baby. Con nó mua cái chậu bự đó. Vậy đó. Là nó tự nó chạy lên đó. À dạ. Cũng bị hư luôn. À dạ. Nó quay mà nó cho nó không có ra nhà. Ở dưới đồ điện này mua hên xui. À dạ. Đây bánh con lan nha, vàng bé ơi. À. Wow. Giòn quá. Sáng sớm lạnh lạnh đứng ngay đây ấm lắm nè. Thiệt chứ. Mùa này bắt đầu lạnh lạnh lại rồi. Nó mất là cái chỗ này là khoái lắm. Dạ. Kìa bột kìa chàng ơi. Bao nhiêu kỷ niệm gợi về luôn đó. Nạo bằng tay, đánh bằng tay chứ. Vậy đánh lại một lần bằng tay này cho em coi cái địa chỉ, cái thao tác đó chị. Chủ yếu là cái thao tác người ta nhớ thôi. Đó. Trời ơi, biết bao nhiêu kỷ niệm gợi về luôn. Nói kỷ niệm với đau tay thấy bà nội luôn chứ. Đánh muốn chết luôn. Không quen là mỏi tay vậy đó. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Chú chị ngày mới bán đắt hàng nha. Dạ. Dạ. Kìa cái khuôn kìa. Đây. À, bây giờ khá là chưa ai mới hàng đúng không? Dạ. Rồi cái này bán làm sao, chị bán làm sao nè? Vậy đi ha, rồi lấy 10 đi, gửi tiền rồi tí xíu quay lại lấy ha. Nè mở hàng luôn, đưa tiền luôn nè. Vậy không có 20 rồi. Dạ thôi gì xíu em ghé lại lấy nha, đưa tiền trước nè cho nó hên, giữ đây chút xíu quay lại lấy nha. Rồi một bọc sẵn đó, bỏ tiền là thòi đó, cho em là được rồi. Có mấy cô bán đồ đồng cá đồng. Để đi chợ rồi chú. Đó, trời đi chợ đông quá. Cô quay bông súng đi cô. Cô quay bông súng đi nha. Dạ. Một đồng súng rồi chú. Cái xả nha. Cô bán có 2 món hả? Cô bán có 2 món hả cô? À giờ leo hết rồi cô. Đồ nhà chồng hết nha. Dạ. Cô bán nha. Chị bên đây thì bán cá lóc. Với cá đó, cá chê bằng sẵn luôn hả chị? Dạ. Đây. Cá lóc này cô chú. Nè, cá lóc nha. Dạ. Chắc nuôi mùng quá chị. Nuôi mùng á. Dạ. Mình nhìn mình biết con nào nuôi mùng với nuôi hầm không ta? Nhìn ta biết chứ. Vậy đó hả? Cái con nuôi hầm sao dễ biết cô, hay là cái con nuôi mùng sao biết được cô? Dạ. À vậy ha. À vậy. À dạ. Đây chị gái này nghe đang lặt rau ngổ. Dạ, chúc chị gái ngày mới bán đắt hàng nha. Chúc cô cũng bán đắt hàng luôn nha. Hôm nay đến thăm chợ Miệt Giường, chợ Cả Mới. Đây. Đây đó. Đây là hình ảnh người đúng lý là người mẹ, giờ chắc là bà luôn chứ, chắc là bà luôn rồi chứ. Dạ, làm bà đây nè, đó. Dạ. Chợ này cũng đông đuôi nhộn nhịp quá ha, sáng sớm lên. Đây cá chốt rồi chú. Dạ cái bọc của chị quay cá chốt đó đi chị. Ủa mồi hả chị? À, dạ. À để mồi câu cá thì mình đó ha chị. Nhưng mình cho cá vuông mình ăn nè. À cá vuông. À cá vuông mình ăn đấy. À đúng rồi. Có lấy cá kia mình cho nó ăn lại. Có một lần đó cô, con kể cô nghe kỷ niệm con đi chợ ma Ngọc Thần á. Cái nói bán cá mồi, con tưởng cá mồi là bán cá lon. Ừ, hộp có mồi. Nghe em tưởng cái bán cá lon mà của cô không phải. À dạ. Dạ. Giống như là cá xác gì cho cá sống nó ăn đó. Dạ, hiểu vậy đó. Dạ. Này cô lặt câu ngổ nè. Câu ngổ tươi quá. phải nhà tư luôn. Dạ, rau ngủ. À, cỡ ngày 2 ngày nữa rồi cô. Dạ. YouTube của con là Miền Tây Sông Nước. Miền Tây Sông Nước. Dạ. Cỡ 2 ngày, cỡ một vài ngày nữa đó, cô bấm vô Miền Tây Sông Nước chợ Cả Mới đi nha, là Cả Mới là được rồi, con ghi Cả Mới cho thì dễ nhớ nha. Dạ. Để, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Về để con làm nhạc nữa nha. Dạ. Làm nhạc Khmer luôn, với này làm nhạc Khmer luôn nha. Ở đây người Khmer nhiều không cô? À vậy đó hả? Hôm bữa con quay chợ Tổng Quảng á, coi người Khmer nhiều lắm. À dạ. Ở đây mình người Kinh nhiều ha. À dạ. Miền Tây Sông Nước. Dạ, Miền Tây Sông Nước chợ bữa bấm vô chợ Thới Quảng coi chợ Cả Mới, Cả Mới. Dạ dạ. Cái chị gái bên này bán cá đối. Cá đối tươi quá. Rồi cảm ơn chị gái bên đây với cô nhiều luôn nha. Dạ cảm ơn cô luôn. Đây, cá lóc nữa nè. Chị gái bên đây thì bán cá đối. Hồi xưa con bị dụ á cô. Cái ông ở dưới Cà Mau ông dụ con, ông nói cá này là cá no. Mình cũng tưởng thiệt luôn. Tại cái này cá đói. Hiểu chưa? Ông nói mình này cá no chứ không phải cá đói. Con à. À. Rồi mình cũng tưởng thiệt luôn, mình cứ tin trong đầu, ai ngờ sau này mới biết cá này là cá đói chứ cá nào có cá nào cá no đâu. Đây, cá đói nè, tươi quá. Vậy đó hả? Đây chị gái chào khán giả em đi. Nè chị gái ơi. À không, chị gái nhìn khán giả em kìa đó. Rồi. Đây. Đó, bây giờ bán cá nghe, đang bằng cá luôn đó. Đây là cảnh sinh hoạt của bà con chợ Cả Mới nè. Mấy hôm trước mình đi Tổng Quảng, chợ Tổng Quảng. Xong rồi thôi nó có dịp tôi ghé sẵn luôn chợ Cả Mới luôn. Ở đây là tháng này chỉ cá đối thôi. Dạ. À vậy hả chị? Cá rô có không chị? Có mà giờ này ta căng hết rồi. À dạ. Đây, đang bằng cá quá chừng này nghe. Cá này là cá tươi mà mỗi ngày mỗi về. À dạ. Muốn mua cá chợ Cả Mới gặp chị gì chị? Chị My hả? Đó, chị My ha. Đó, chị My nè, bằng áo đỏ. Kiều My á. Kiều My hả? Dạ. Cảm ơn nhiều nha cô. Đây cô cũng quá trời hiền luôn nè. Dễ thương quá à. Rồi cảm ơn chị My nha. Dạ. Người đồng nhau trao vợ. Dạ. Vui vẻ ha. Gì mình nói với nhau nghe. Dạ, hay quá, câu đó hay đó. Vui vẻ hả cô? Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, vui vẻ để ra tiền. Nha. Vui vẻ để ra tiền. Dạ. Dạ. Đây có sạp cá nữa chú. Cá biển nha. Không biết cá của ai nữa. Chị chủ đi đâu mất tiêu rồi, không thấy chị chủ. À vậy đó hả? Anh trai đó đó hả? Anh trai cho em quay cá nha anh trai. Dạ. Dạ. À vậy đó hả? Dạ. 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 Cô đi chợ rồi chưa cô? Đi rồi. Gần rồi chứ ha, gần rồi ha. Còn đợi cá nữa nè. À dạ. Sáng giờ ăn sáng uống phê rồi ha. Dạ. Chúc cô ngày mới vui vẻ nha. Dạ. Về bữa nó bấm lên Miền Tây Sông Nước coi chợ Cả Mới nha. Dạ. Đây có tôm nữa chứ. Tôm. Cá biển, chân gà, mực. Có bán cá điêu hồng của Oxy. Đây mực này. Đây. Ủa cô, hồi xưa giờ ta kêu là chợ Cả Mới luôn hả cô? Cái tên cũng lạ quá ha. Nghe cũng hay lắm. Vậy đó ha. Cô biết nguồn gốc tên không cô? Hồi đó giờ cô ở đây mấy chục năm mà chưa chợ Cả Mới. À vậy hả cô? À dạ dạ. Dạ dạ. Vậy rồi, cảm ơn cô nhiều. À, con trai bên đây bán đồ tươi nữa nè. Túi tiền, đồ tươi cá biển. Wow. đồ tươi cá biển. Anh bên đây của anh luôn hả? À dạ. Đây anh bán đồ tươi bên đây nữa nè. Quá trời lớn luôn. À, tiệm của anh Phú Điền nha, Phú Tiền chứ, không Phú Điền. Phú Tiền. Bán đồ tươi cá biển luôn. Đây anh bán quá trình đồ tươi luôn nè. Này sạp của ông ở đây là nhất nhì rồi đó. Có mấy anh chị đang lựa dưa leo muối với nấm gươm kìa. Anh tên đẹp quá vậy hả? Tự nhiên cái ông chỉ vợ ông cho tôi với ông nội à. Thôi lâu lâu nữa rồi gã nữa rồi. Chấm bi trắng đa trắng đen hả? À, chấm trắng đen hả? À dạ. Không, nó chơi với cái tên đẹp quá chừng luôn. Tên của anh là tên của con trai anh vậy? Dạ đấy hả? Tên đẹp quá trời luôn nha, tên Phú Tiền. Đó, đây cái sạp của ổng nè. Cái dựa luôn đó. Chị gái còn con cá chê hả chị? Là hết rồi. Còn có một con cá chê. Dạ, chị bán gừng nữa nè. Cho em quay cá với gừng nha. Mấy này bán được không chị? À vậy đó hả? Dạ. Này có dịp ghé ngang thăm chợ Cả Mới. Mấy hôm trước thăm chợ Tổng Quảng rồi. Đây, nhà chị gần đây không? Cũng hơi xa. Vậy đó hả? Dạ. Chắc mấy cây nè. Đi tới đây hả chị? Đi hướng xuống chợ vậy? Đi ra sông Cái Bé. À dạ. Vậy em cảm ơn chị nha. Anh Tiền anh có bán cá chạch quế với cá lóc cá chê nữa nè. Wow, trời, cá lóc cá chê. Cá rô, ốc nè. Dạ, ốc bu. Ở dưới còn nữa gì anh Tiền? Ở dưới còn ốc hết hả? À dạ. Đây ốc của chú. Rồi cảm ơn anh Tiền nhiều nha. Dạ, chúc anh Tiền ngày càng bán đắt nha, đông khách nha. Dạ. Đó. Đây cô bên đây thì bán đồ tươi. Chào cô. Cô bán đồ tươi. Dạ. Rau thơm rau sạch. Dạ, rau thơm rau sạch, có hẹ nữa nè. Công nhận ra lá quế thơm không? Thơm mà đẹp quá. Này nhà trồng hết luôn hả cô? Rau nhà, rau nhà. Dạ. Cái này rau the nè. Rau the dạ. Con nhớ như rau kêu bằng rau thơm gì mà nó luôn. Rau thơm cái này. À vậy rau này khác nữa hả cô? Rau the. À. Dạ rau the khác nha. À dạ. À. Đây là hè nè. Cô hè nước là trồng ở dưới ruộng, còn hè này chắc trồng trên cạn mình hả cô? Dạ clip hả? À này có ngò ôm nữa nè. À, chung cô bán đồ tươi rồi ha, rau nhiều. Dạ ngọc lan nè. Dạ. Chợ đây nhóm sớm hả cô? Hình như là cô nãy cô kia nói 5 giờ là nhóm rồi. Dạ 5 giờ nhóm. Dạ. Đây cô này nha. Thì mới chúc cô buôn bài bán đắt nha. Bán đắt hàng luôn. Cô bán có nghề rau này xưa giờ luôn hả cô? Rau trồng rau nhà. À dạ. Dạ. À, có làm ruộng luôn không cô ở đây? Ở đây có. À dạ. Hôm trước con tham quan chợ Tổng Quảng rồi thì sẵn dịp ghé chợ Cả Mới luôn. Dạ. Rồi vậy con cảm ơn cô nhiều. Tham quan chợ tiếp quên. Có chị gái bán vịt. Bán vàng vịt hả chị? Nắng quá rồi. Dạ. Ngày mới chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Chị bán thêm rau muống Tàu nữa nè. Dạ dịch luôn hả chị? Đây. Em ở Châu Thành chị, gần đây à. Kế bên đây nè. Nhà chị gần đây luôn không? Hãy hẹn dịch mẹ ơi. Rồi chị cảm ơn chị nha. Dạ chào chị. Đây. Mấy chị nè, đi chợ. Trái cây đang đầy đủ hết luôn. Rồi, nó sạp trái cây nè cô chú. Cho em quay trái cây nha chị gái. Dạ. Chị bán trái cây nè. Mấy chị đang lựa trái cây quá trời luôn. Quýt, nhãn, bưởi, đó, quýt, xoài. Dạ. Dạ. Hôm nay bán đắt nha anh, Hồng Phát nha. Dạ dạ. Đây có sạp anh chị bán, bên đây thì bán bún cá. Qua đây quay bún cá chứ đi. Dạ bún cá. Bún cá với bún riêu hả chị? Dạ. Đây chị gái bán bún cá nè. Chúc chị ngày mới bán lúc nào cũng đắt khách nha. Ủa, kêu chị gái thôi chứ em đâu có biết chị tên gì đâu. Vậy đó hả? Dạ. Đây, chị gái bán bún riêu hủ tiếu nè. Rồi, bán thêm gì nữa ta? Bún cá nữa chị? À, bún xào luôn hả? Cá tươi gói luôn. Đầu cá này nghe. Cá. Bún xào, tép. Ở đây chị bán được một tô trung bình nhiêu? 20 hả chị? Dạ, cũng rẻ. Trời bữa nay vắng tanh của người ta, người ta bán. Không, em thấy đông mà. Sáng thấy đông mà. Vậy là vắng ha. Thường ngày thứ với ngày chủ nhật ở lộn. Ngày thứ và chủ nhật ngày nào đông không anh? Chủ nhật đó, chủ nhật đông. À vậy hả? Còn người lại. Không, thường người nào suối quay người suối trước nha. Mình quay người suối chứ. Chị đi chợ xong chưa? Rồi đi chợ xong rồi, có mua cơm trộn liên hệ bên Thí nha. À cái gì chưa nghe hết, nói chưa nghe. Cơm trộn. À chị gì? À Thanh Thí. À ở đây hay ở đâu? Cảm ơn lớn nha, chợ Cả Mới lớn. Rồi cảm ơn chị Thí nhiều nha, chúc chị Thí Hồng Phát nha. Rồi cảm ơn chị Thí. À, đây. À, anh chị cũng bán ở buôn Hồng Phát nha. Đẹp quá trời trái cây luôn. Rồi đi chị gái rồi, chị tên gái luôn hả? À dạ. Đi nha chị gái ơi, cảm ơn chị gái nhiều nha. Đi luôn nha anh trai. Đi luôn chị ơi. Lên YouTube gì phải đặt, lên gì? À Miền Tây Sông Nước anh. Miền Tây Sông Nước nha. À, cái này em quay phần thô về nhà đi rồi em lồng nhạc rồi vô thêm nha. Dạ. Mà không có người kia quay là chợ quê. Dạ. Mấy cô bán rau nha. Ở đây có một dãy mấy cô bán nữa nha. Dạ. Cái nhà lá vườn nha. À. Có cô để bán bánh tằm với. À vậy hả? Dạ. À dạ. Dạ. Cô nhà cô có lò bún luôn hả? Giá cao gì tự làm hết. Dạ. Cho con quay bánh tằm cái nha. Này bánh tằm cô bán. Nước cốt dừa. Giá nữa nè cô, giá nhà chồng luôn á. À dạ, rau muống rồi bắp chuối luôn nha. Dạ chúc cô bán hàng lúc nào cũng đông khách nha. Con nghĩ chắc cô bán ở đây là lâu năm rồi, bao nhiêu năm rồi cô? Dạ 30 năm. Lúc còn làm nổi giờ đưa cho con làm. À dạ cô, hồi nãy anh kia anh nói tiền chế này mới cất đây à, trước là trầm hổm. Vậy đó hả? Dạ. Nước chợ nước lớn là lớn như là lòng á. Là nước lên đây luôn. Rồi luôn, sâu vậy nè. À dạ. Hôm bữa con đi chợ Tổng Quảng á. cũng ngập nữa, nhưng mà kiểu như là mép mép lên nè, nó lem lên nè. Dạ. Con không nhớ nữa, con đi chợ Tổng Quảng mà con đi đường cống á, đi hồi muốn lạc luôn vậy đó. Đi cống Cái Lớn Cái Bé. Chợ ha, 2-3 chợ lận. Vậy đó hả? Dạ. Chợ cũ rồi cái lòng chợ mới hay lắm. Con tới chợ Tổng Quảng là ngay chợ chùa luôn đó, ngay chùa đó. Đó là chợ cũ đó. À vậy đó hả? Dạ. Vậy là cô bán từ thời xưa mà bán trầm hổm tới giờ luôn, 30 năm nay rồi. Bán từ cái thời mà kêu bằng trước kêu bằng gì ta? Gì phát gạo từng nhà phát mỗi tháng nhiêu đó, kêu bằng gì ta con quên rồi đó. Bao cấp á, đúng rồi phải không? Là cô bán từ thời bán luôn hả? Chưa hả? À dạ. Con nhớ đó có vụ mà phát gạo từng tháng nhiêu vậy đó. Rồi thôi con di chuyển nha, để cho cô còn bán nữa. Chúc cô ngày mới vui vẻ nha, bán hàng nha. Lò bún của nhà của mình tên gì? Ba Lài. À cô Ba Lài hả? Dạ cảm ơn cô Ba nhiều. À dạ dạ. Đây có mấy cảnh bán đồ đồng nè cô chú. Giờ quay đồ đồng tí xíu nha. Ủa sao đứng lên hết trơn rồi? Dạ mới kêu mới vừa quay qua đứng lên hết. Dạ đây, đây mấy cô bán này nha, chú con ngày mới bán hồng phát nha. Dạ đây. Dạ quá trời rồi YouTube. Dạ. Rồi có chuối tá quả cô, chú này chuối tá quả gì cô? À chuối hột. Này em nấu rượu uống không? Nấu rượu. Cái bên này có chú sim đen. Dạ. Đây có hè nữa nè. Cái vịt Tây Đồng. Vậy đó hả? Vậy là chứng tỏ cô bán đắt rồi. Bán đắt mới mừng chứ. Dạ đúng không? Quên lại cái nói cô bán gần hết rồi là mừng nữa chứ. Đây, cảnh sinh hoạt nè. Tự nhiên lại mới lại nói quay qua nó đứng lên hết chứ. Cô này cũng đứng lên nữa nè. Lục bình đó gì con? À, lục bình. Hè nước, có hè lá. Hè nước hoài à, mấy đợt trước đi ăn hè nước. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn anh trai nhiều luôn nha. Anh bán chuối đây luôn hả gì? À, chuối đó chuối ăn rượu. À, ăn rượu nha. Hôm bữa em đi chợ Thốt Nốt á, có chị kia chị chế ra cái máy ép chuối á, anh biết không? Là giống như cái cũng như cũng đơn giản là dùng tay mình thôi, có cái bàn tròn mà nó ép luôn. À, chị bán ngâm rượu luôn. À, chị bán khô nha chị. Dạ. Ngâm mà nó này đập tơi. À dạ. Anh bấm vô Miền Tây Sông Nước chợ Thốt Nốt đi. Anh coi là anh thấy cái máy của chị á là làm em đó. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Đây có mấy cô này nè, mấy cô bên đây bán đồ tươi nè. Chào cô. Này, gà muống đồng nữa cô. Dạ. Hái nhà luôn hả cô? Dạ. Đây. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây. Cảm ơn cô nhiều. Cái bên này có cô để bán dưa cải với dưa gan. Dạ. Cho con quay cái nha cô. Dạ. Bạn nhỏ nhỏ giùm em cái đi. Quay về không ai theo bảo vệ cho mình rồi. Dạ rồi cảm ơn nha. Dạ rồi. Đây cảm ơn cô nhiều nha. Đây cô bạn này bán đang lựa cái tay tượng hay cù neo gì nè. Cù neo à, tay tượng nữa. Dạ giờ đi chợ kinh doanh mình mới biết tay tượng đó, đó giờ mình biết chỉ biết cù neo thôi. Bữa à dạ đây, đây. Đó cô bán dạ lên YouTube cô ơi. Dạ dạ quay cảnh chợ cho bà con trong với ngoài nước xem đó. Đây, chúc cô ngày mới hồng phát nha. Cô bán mắm ở đây bao nhiêu năm rồi? Lâu rồi, chưa tới giờ nữa là cỡ 7-8 năm Vậy đó hả? Dạ. Dạ, đây. Này dưa gan nè. Thôi hôm nay con quay cho cô bán đắt nha. Xong chợ con di chuyển tiếp rồi, con chuẩn bị lên Long Xuyên luôn. Đi về Long Xuyên á, đi tiếp tục nữa. Đây, rồi cảm ơn cô nhiều nha. Cô bên đây thì bán bánh mì nè. Chúc cô ngày mới bán hồng phát nha. Ngày bán có hơn 100 ổ luôn. Dạ. Sáng con ăn sáng rồi nên thử con không có mua bánh mì cô được. Cô thông cảm giùm con nha. Nó chơi chứ mua gì. Dạ. Đây, bánh mì sắp đẹp quá. Bánh mì ngọt, chả quế. Chả quế, chả lụa gì cô? À, chả lụa. À, dạ. Này chả chiên nè. Nói chung cô bán này là dễ ăn lắm. Bánh mì. Chả lụa, chả chiên. Thịt khìa. À, thịt khìa. Ba tê. Dạ. Nước sốt nè. Nói chung là nhà làm hết luôn hả cô? Nhà làm hết. Chỉ có bánh mì thì phải lấy của lò. Bánh mì lại lò lấy. Dạ. Này có dịp ghé chợ Cả Mới. Mấy hôm trước con ghé chợ Tổng Quảng rồi. À. Dạ. Chợ Tổng Quảng. Dạ. Chưa qua đây lần nào chưa phải không? Chưa. Đi bữa hôm đi chợ Tổng Quảng xém lạc luôn, không biết đường đi đường cống á, đi hơi vòng từ lứa chứ đâu có biết đường đi đâu. Đây. Không có, con đi kế bên là chùa Tổng Quảng đó. À vậy đó hả? Dạ, Cả Mới đúng rồi. À dạ. Hồi nãy chú bán dừa chú nói là có Cả Mới lớn, chắc con nói chắc có Cả Mới nhỏ quá. Cả Mới nhỏ chú đi chứ. À dạ. Không có chợ hả con? Cả Mới nhỏ, Cả Mới lớn cầu các bạn. Hồi nãy con đi dưới dốc cầu có một nhóm chợ bán không biết phải chợ Cả Mới nhỏ không chừng nữa. Đi đường xuồng đi vô á. À vậy đó ha. Đúng rồi, con nhớ gì đó không làm. Ngay dưới chân cầu luôn á, nhóm chợ nhỏ nhỏ à. Không đó là chợ đông mà nó nhỏ vậy. À dạ. Đây cô. Dạ. Rồi cô ơi, hồng phát nha cô. Dạ, vậy bữa nó bấm lên Miền Tây Sông Nước coi chợ nha. Sao? Miền Tây Sông Nước chợ Cả Mới đi, con đặt tiêu đề là chợ Cả Mới luôn, không có để là chợ Thới An đâu. Dạ. Để tiêu đề là chợ Cả Mới luôn. Dạ. Còn thôi bây giờ bấm vô Miền Tây Sông Nước chợ Cà Nhung đi coi cũng được, coi đỡ đi. Vài bữa nó về con làm clip, tại cái này quay không à, chưa có dựng. Dạ dạ, này quay phần thô á, chưa có dựng. Dạ, cỡ chắc cỡ 3 ngày nữa đi, 3 ngày. Dạ. Đây có bánh tằm. Đây bánh đúc. Đây bánh đúc nè. Đây. Vậy à. Quá trời luôn. Vậy hả? Bữa nay đẹp hơn nữa nha. À, mà con quay không cần đẹp đâu, con quay hơi cho cô bán hết đi, cái đó mới quan trọng đó. Nha, chứ quay mà đẹp hoài đâu có được, phải bán hết mới được nha. Quay đẹp mà bán phải được mới được. À đúng rồi, đúng rồi. Vậy đi. Đi lại mà gặp hỏi ai nói gần hết là mừng rồi đó. Túi xếp đen hả cô? Có tiền chế này giờ đỡ nắng, chứ ngày trước chắc nắng dữ lắm chị sao nói. Dạ. Đây, đồ tươi cô bán này nghe. Rồi rồi con di chuyển lên trên tham quan phía trên nữa cô, cảm ơn cô nhiều nha. Bây giờ Miền Tây Sông Nước sẽ đi hướng bên phía thường chị thường người nào suối em quay người suối trước nha. Dạ. 5 đồng cho anh trai. Anh trai đi thăm đồng cái gì? Thăm đồng mới về. À mới về đó hả? Ghé làm một bánh mì với ly cà phê ha. Dạ. Đang dạ. Cô Thắm bán bánh mì hả? Dạ. Trời ơi cô Thắm ơi, giới thiệu quá trời luôn kìa. Đây rồi, cảm ơn anh với anh trai luôn nha, cảm ơn hai anh em nhiều, chúc hai anh em gặt hái thành công vụ mùa lần này nha, được giá luôn, được mùa luôn. Dạ. Chị bánh mì ngày bán hơn 100 mẫu. Dạ, rồi vậy hơn 350 em không biết, em không đón đại vậy đó. 1000 ly phê hả? Rồi thôi em di chuyển nha. Rồi chào. Chọc hoài luôn. Đây cái chút. Mình đi xuống dưới đây ha. Này có rau củ quả tiếp nè cô chú. Dưới thì có quán cà phê. Ở đây thì hai dãy này thì bán đồ dùng gia đình nhiều. Chợ Nhà Lòng. Hồi nãy chú kia nói chợ Nhà Lòng thì có trước. Sau đó thì mới tới dãy phía sau. Đó, đây. Có quán cơm, chào chú. Sáng hai chú cháu có nói chuyện, chú bưng hủ tiếu hả? Cho con quay tô hủ tiếu ngon cái coi. Đây chưa có bán hủ tiếu nè. Tô nhiêu chú? 20. Rồi 20 nha. Rồi chúc chú ngày mới hồng phát nha. Dạ. Dạ YouTube à. Đây có quán nè, chị gái. Này bà chủ hay gì? Hay là bà chủ bên đó? Bà chủ là phải đứng bác, còn này người mua mới ngồi với bà chủ. À vậy đó hả? Người mua ha. Dạ, ngày mới cũng vui vẻ nha chị. Chị đi chợ luôn hả vậy? Dạ, xong chưa? Đi chạy rồi quay qua thêm quận nữa đó. Vậy đó hả? Bây giờ quay thêm quận nữa hả? Đây bà chủ nha. Chú bà chủ Hồng Phát nè. Cảm ơn nhiều. Dạ. Đây bà chủ. Ăn bún riêu với hủ tiếu hả bà chủ? Rồi vậy mừng cho bà chủ. Lại quay mà bà chủ nói gần hết rồi đó lại mừng rồi đó. Dạ. Anh, lại quay mà nói gần hết lại mừng á. Tại vì anh bán đắt. Đây. À. Đây. À. Anh bán ở đây lâu chưa? Dạ, anh chị bán đây lâu ha. Dạ. Nay có dịp ghé thăm chợ Cả Mới luôn. Lần trước em thông qua chợ Tổng Quảng rồi đó. Dạ, chợ Tổng Quảng mà ngay chùa nha. Là chùa Tổng Quảng luôn á. Vậy đó hả? Đại gia này phải không? Em Út Sương không đó nghe, có gì giúp đỡ nghe trời. Dạ. Trời ơi, 4 giờ mấy là chị đã bán rồi đó hả? Ừ, 4 giờ mấy là chị bán rồi. Vì là anh với chị phải chuẩn bị từ 2 giờ sáng luôn. 2 giờ rưỡi. Ờ, vậy đó. Bởi vì mấy người ta đi ruộng á. Dạ, đúng rồi. Cũng có lý. Bán giờ 4 giờ rưỡi đâu. Chợ quê là vậy đó. Anh biết không, cái chợ đợt em đi chợ Ma, chợ Ngọc Thành á. Ngọc Thành chứ không phải một chút, Ngọc Thành kế trong nữa là anh biết chợ đó là cũng như tương tự vậy nè. 6 giờ bán 7 giờ là muốn tan chợ rồi. Em ngồi nói chuyện hơi chút xíu uống về ly 9 giờ là không còn bóng người luôn đó, không còn bóng người luôn, chỉ còn có người bán thôi là đang dọn rồi đó. Là không còn ai hết luôn đó, nó đồng không mong quạnh đúng luôn đó. Ngọc Trúc, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Hòa Thuận, nói chung gầm ghiền quay cũng nhiều chợ lắm. YouTube tên gì? Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Rồi ở Dòng Ghiền với Gò Qua cũng quay nhiều lắm. Tới Ba Hồ luôn, anh biết Ba Hồ mà phải không? Em cũng quay Ba Hồ luôn đó, tới Ba Hồ luôn. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều nghe. Đây, anh thứ mấy vậy anh? Cảm ơn anh Ba với chị Ba nhiều nghe. Dạ. Đây, chị Ba nè. Ảnh này sáng nói chuyện dễ thương lắm, miền khô à. Dạ. Này có mấy chú đang uống cà phê. Giờ này cũng giãn giờ rồi. Mấy chú tan rồi vẫn đi thăm đồng tiếp rồi. À cái này chắc cà phê đen đúng không chú? À, giờ này còn để uống phê đen cho kêu bằng xí chừng. À. Chú mới tới chợ quá, còn nghi quá. Sáng còn thấy mấy chú đi uống nhiều lắm. Đông. Dạ. Đó, đây. Cảnh chợ nè cô chú. Ở phía trước nha có bảng chợ An Thới, ở Thới An chứ lộn, Thới An. Dạ dạ. Đây chợ xã Thới An. Giờ này thì bắt đầu sắp tan chợ hả chú? Còn nhiều người nữa đâu. Thường ngày thứ với ngày chủ nhật ngày nào đông anh ba? Ngày thứ hai thứ ba đó. Vậy nè. À. Chưa chưa em đánh vòng chưa? Dạ dạ. Dạ. Vậy là ngày đầu tuần bình thường đông hơn. Dạ. Chắc đưa mấy em đi học rồi sẵn ghé đi chợ luôn. Dạ. Dạ. À dạ đúng rồi. Tết thì mấy anh em ở xa về. Dạ. Rồi thôi cảm ơn anh. Đây chợ này cô chú. À, ở đây thì tẻ đường đi nhiều lắm. Bên đây có sông nè, bắt qua đây cầu cũng cầu Cả Mới luôn. Bên đây nữa. Ở đây không biết còn đi đâu ra đâu được nữa ta. Ủa cô, hướng này còn đi ra đâu đâu nữa không cô? À Thí Liễu đi đường này hả cô? À dạ. Thí Liễu con có quay chợ Thí Liễu rồi. Dạ. À dạ dạ. Cắt ngang ra Thí Liễu được ha anh? Dạ. Chỗ gì cô? Chỗ gì cô? À chùa Thí Liễu. Dạ dạ dạ. À, sẵn nhắc đến chợ Thí Liễu thì cô chú anh chị nào chưa xem chợ Thí Liễu thì có thể vào kênh của em để xem nha. Em đã quay chợ Thí Liễu. Dạ dạ. Em đã có quay chợ Thí Liễu xong rồi. Còn khi qua Thí Liễu á, thì có qua một cái phà gọi là phà Thầy Quân. Thì cách phà Thầy Quân, cách phà Thầy Quân á, tí xíu á, khoảng tầm em nhớ không lầm như là khoảng 10 cây số thì mình sẽ gặp một cái ngôi chợ, đó chợ là chợ Nhà Ngang. Thì cũng có chợ đó em cũng đã có quay rồi. Cô chú anh chị có thể vào kênh của em để xem nha. Đây có chị gái bán bánh mì. Dạ. Chị là sao với cô? À, dạ con. À con gái của cô ha. Bán bánh mì thịt hả chị? Dạ. Với bánh mì ngọt cũng nè. Dạ. Dạ. Chợ quê. Chúc chị ngày mới bán đắt hàng nha. Dạ rồi em cảm ơn. Có bánh bao nữa nè. Trời ơi chị cảm ơn chị nhiều nha, xưa giờ ít có ai chúc em vậy lắm đó. Em chúc là chắc lên đó. Dạ rồi đây có cô nè, cô nhìn dễ thương quá, làm được nhiều clip tặng được nhiều người biết đến nha. Dạ cảm ơn cô nhiều, chúc cô lúc nào cũng buôn may bán đắt, đặc biệt là hồng phát nha. Dạ có nhiều sức khỏe nữa. Thật sự thì đến thời điểm này thì cô bắt đầu sẽ về hưu rồi. Dạ, cơn ngơ thì để lại cho chị nè, với gia đình, mấy người con. Đây. Mà tính ra cô cũng còn năng động nữa chứ. Đây. Dạ. Bây giờ là chỉ có cầu cho cô sức khỏe nè, với lại có sự thịnh vượng thôi. Đây. Tại vì thời điểm này đâu còn đấu tranh gì nữa đâu, để tranh đua với buôn bán gì nữa đâu, chỉ có thịnh vượng thôi. Anh ở đâu là? Em ở Kiên Giang, em ở Châu Thành chị. À. Dạ. Đây rồi, chúc chị gái vui vẻ nha. Dạ. Đây là tiệm tạp hóa của gia đình mình, tên gì nè? À tiệm tạp hóa Năm Mắt. À cô Năm ha. Dạ cô Năm. Dạ đây, cảm ơn chị gái nhiều. Thôi đi chị ơi. Dạ đây, rồi. Đây gặp chị gái chúc mình nè. Con đi luôn cô Năm ơi. Đây thì chỉ còn khu vực ở phía trước thì bán tạp hóa nữa thôi là hết rồi, không có gì nhiều. Giờ mình đi vòng tí xíu ra phía trước nha, coi như kết thúc clip. Này bán đồ chơi, trà sữa. À, quay để cho chợ bán ngày càng đắt hơn, cho khán giả gần xa biết đến chợ, cho anh chị em xa xứ nhớ đến chợ thì nhìn clip của con. Dạ, thật ra thì cái đó là mục đích chính đó, là cho cô chú anh chị mấy anh em gần xa đó, ta đi xa xứ đó, trong với ngoài nước xem. Ta về ta coi ha. Dạ, ta mở lên ta coi chứ. Dạ, mình về bắt người ta đi. Dạ. Thôi ngày mới thì chúc cho chị bán hồng phát nha. Đây. Mua mai bán đắt luôn. Dạ bán hết hàng luôn nha. Bây giờ em quay cho chị bán đắt nè ha. Ăn trái cày. Dạ. bởi vì cũng khổ trong miền Tây sông nước lắm. Để em kể chị nghe, em chúc mua may bán đất á, mấy chị kia nó nghe mua may bán đất. Bà đây bà lên. Trong khi đó mấy chị kia mấy chị kia nói ra biết không, chị có cục đất nào nó đâu mà bán. Em ngồi em suy nghĩ hoài, em nói thôi sau này em nghĩ chúc mua may bán đất rồi, em chúc Hồng Phát thôi. Thôi em chúc Hồng Phát là chắc ăn nhất à. Cảm ơn. Mà ăn phát tài đi. Đúng rồi, mà ăn phát tài đi. Câu đó cũng hay nữa đó. Đây đồ tươi nè. Tươi rau củ. Mấy giờ thường thường chị dọn ra? 5 giờ. Dạ. 5 giờ sáng. 5 giờ sáng ha. Sáng tới 7 giờ đêm. Vậy đó ha. Bữa nay là bán hết sớm nha. Bán sớm. Dạ. Đó. Ông Địa ông thần tài phù hộ cho chị nha. Đây. Bán đắt hàng nha. Bán đắt hàng. Dạ. Đây, xoài nè, quýt nè, hồng nè. Dạ. Chị thứ mấy nè? Chị thứ mấy vậy? Chị thứ mấy vậy? Đây thứ 8. Vậy đó ha, chị 8 nè, rồi chị 7 đâu? Có chị 7 không? Chị 7 ở Cần Thơ rồi. Rồi chị 6 đâu? Kiếm chị 6 đi. Chị 6 đằng kia. Vậy đó, rồi được cái sảnh rồi đó nha. À, quay giờ cho ông này để dừa. À, cái gì chị nói vậy? Cho anh trái dừa nè. Trời ơi, vậy đó hả? Hai trái dừa dữ kìa bả. Đây, chị bé bán gì bên đó? Bán đồ mẫu. À, vậy đó, bán đồ dùng gia đình hay gì? À. Xem nhà hàng đó. Tại vì thật ra đó, nếu nhiều khi á, bao giờ đừng có nghĩ đến chuyện buôn bán đi. À, biết tới chỗ mình đi mà ví dụ như ở đây vậy chị biết không, nhiều khi không, bây giờ cái chính chị biết gì không, là cái này cũng sự thật luôn, là có những người á, nhờ clip của em á, là bạn bè ở xa nhiều khi mấy chục năm không có gặp á, nhìn thấy mới biết, nhờ như vậy đó, cái đó đúng rồi, nhờ như vậy đó chứ xa xứ rồi đâu có ai. Không, kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Chị bấm vô Miền Tây Sông Nước chợ Cả Mới đi, em sẽ đặt tiêu đề là Cả Mới luôn nha. Đây, hai này là sao với chị? Hả? Mẹ hả? Rồi, đây giống hai chị em chứ mẹ gì? Rồi đứng lên chào nè, nè, đứng lên hai mẹ con đứng chào luôn, hai chị em chứ quên. Đây. Đó, đây. Bà con cô bác có đi ngang chợ Cả Mới lớn rồi. Đâu có sao đâu, đâu có. Cô bán kem với bên kia kìa. Bán bánh tráng trộn. Vậy đó hả? À, bán đồ ăn vặt nữa ha. Dạ. Dạ. Rồi, đây. Đó, lại một lần nữa nè. Thôi lấy tay chào đi, chào cho chỉ vui đi kìa, hai người luôn, chào luôn, lấy tay chào luôn. Vậy đó nha. Rồi. Rồi thôi di chuyển nha, để cho còn buôn bán nữa. Cháu quay gọi rồi. Quay gọi chứ rồi chị. Nói là rồi đó, bữa nay là bán hết hàng sớm đó. Dạ. Mình rất là thích những người như vậy nha. Rất là vui vẻ, hào hứng, buôn bán là phải vậy đó. Đối với mình là phải có sự nhiệt quyết trong đó. Đây. Cục cảnh chợ tiếp này cô chú. Cũng buôn bán đồ dùng thôi. Dạ. Bữa nay em quay cho anh bán đất nha. Bán đông khách chứ. Nói hồi cái ông nói tôi có cục đất rồi đâu bán nữa nha. Dạ. Đây anh đang mua rau càng cua ăn á anh. Chứ gì? Lấy 5.000 thôi. Đó đưa đây. Càng cua. À. Mày bán đắt hàng nha anh. Ừ. À. Cái dao của ông anh tôi cũng lạ quá ta. Ừ. Xưa giờ em thấy nó không phải như cây dao này, nó là mẫu kia. Dao này tính ra 7-80 năm rồi nè. Hả? 7-80 năm rồi đó. Anh nói chơi nó thiệt, em nói thiệt luôn. Vậy luôn đó hả? Dao cổ rồi. Vậy đó hả? Rồi đời nhà Thanh nó gì anh? Ừ. Này cái lưỡi này chắc lấy từ cái lưỡi của quan đế ông quan công quá. Nó chơi chứ bao nhiêu năm thiệt à? À cả 40 năm. À dạ 40 năm ha. Cái mẫu nó khác lắm anh. Ừ. Xưa thấy về em thấy nó giống như mẫu kia chứ không, nó liền. À, đúng rồi. Bọc lên luôn á. Pháp. Dạ. Đây là gia truyền hay gì? Ừ. Dạ. Đây, ông anh nha. Chào ông anh trước. Ngày mới Hồng Phát nha. Ừ. Em lại quay là anh phải yes lên. phấn khởi lên nha, đắt hàng nha, để cho bà con xa xứ trong với ngoài nước xem clip hào hứng lên nha. Bây giờ này cũng tan chợ rồi. Tan chợ rồi, dạ. Mấy rồi. Anh ngay gần đây không? À vậy đó hả? Này cơ sở của con gái. À đây chắc gái anh luôn. Gái. À dạ. Đây có tiệm thuốc tây nè cô chú. Đây là tiệm của chị Ái Nhi. Chị bán thuốc tây. Rồi, em di chuyển nha, để cho anh còn buôn bán nữa. Đi luôn chị gái ơi. Làm sao mà như lại đứa chân nữa. Bay lang thang rồi đó. Dạ, chị gái, cảm ơn chị gái nhiều nha. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Đây, hết chợ nha cô chú. À, đây là hết rồi đó. Rồi, đây là hết chợ nha. Cuối clip thì Miền Tây Sông Nước xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú nha, các anh chị và các bạn đã đón xem clip ngày hôm nay của Miền Tây Sông Nước, tham quan chợ Cả Mới, một hội chợ ở miền quê. Đây là đi cầu nè, qua cầu. Rất là mong cô chú anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like nè, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của Miền Tây Sông Nước ngày càng phát triển hơn nhé. Dạ rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, xin chào. Bây giờ em đi lấy xe và tiếp tục cuộc hành trình nữa. Của vùng U Minh này cô chú anh chị, đây là tôm nha, dạ, tôm sú vùng U Minh, đây là mắm lóc nha, chấm cỏ đây nha, đây, cá lóc nè, cô chú anh chị thân mến nha, thì xứ miền Thứ đó cô chú anh chị thì gồm có các huyện sau đây, thứ nhất đó là huyện An Biên nha, thứ hai á, là huyện An Minh, thứ ba là huyện U Minh Thượng, thứ tư là huyện Vĩnh Thuận nha. Thì tất cả các huyện này sẽ nằm cặp sông Cái Lớn để dài thẳng đến Vịnh Gạch Giá, đi thẳng xuống dưới bãi Mở Chiên. Dạ. Đây là phía sau chợ của mình đó cô chú anh chị, nó sẽ cặp một cái con sông gọi là sông Cái Bé nha. Đây, Cái Bé mà đi qua Nhà Ngang. Nghe Thầy Quân đúng không? Nghe bài Thầy Quân, khúc bài Thầy Quân đúng không? Vô Kinh hả? À, giờ cái xuồng nó nằm ở đâu rồi? Cả cái qua cầu mình đây, cá ba, cá ngừ đó, cá ba thú đây, cá lường nha quý anh chị. Dạ. Phía bên xa xa thì anh bán đùi gà với cánh gà nha. 73 tuổi hả bà, còn ra chợ bán như luôn. Dạ. Để có những cái niềm vui nha quý anh chị, ra chợ là sẽ có những niềm vui. Rồi con chào bà nha, con cảm ơn bà nhiều. Ở ngoài quên anh về đây. Đây. bồi lắm mà tao xóa bớt rồi. À, dạ. Đây. Trên này là có 7 ông tướng, à, quân tướng rồi. Nhưng mà chiếc ghe này là nó có cái mui nữa, nhưng mà ngoài kia người ta vớt. Dạ, xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đang xem video tiếp theo của em ngày hôm nay. Dạ cô chú anh chị ơi, thì hiện tại em đang có mặt tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang. Cụ thể hơn thì hôm nay em sẽ đưa cô chú anh chị đi tham quan một ngôi chợ, đó chính là chợ Nhà Ngang nha. Ngày mới em xin kính chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Dạ thưa cô chú anh chị, thì hiện nay thì em đang có mặt ngay chân cầu của chợ Nhà Ngang nha. Đây là khu vực phía trước tiến vào chợ này cô chú anh chị. Em đang di chuyển đến khu vực của chợ nha. Rất là vui nha cô chú anh chị. Ngày mới rất là đẹp và nhộn nhịp nha. Bà con đi chợ rất là đông luôn. Ở đây là phía trước của chợ nè. Đây. Thì hướng này là hướng tiến vào chợ nha cô chú anh chị. Đây là hướng tiến vào chợ của Nhà Ngang. Còn đây là hướng về quốc lộ 63 nha cô chú anh chị. Đây, hướng này sẽ đi về quốc lộ 63. Còn sáng nay á, thì em đến chợ á, thì bằng con đường đó chính là đi qua phà nha, phà Thầy Quân, Thí Liễu. Đây hướng này đây, sáng nay em đi đến chợ bằng hướng này nha. Ngày mới rất là tốt đẹp nha cô chú anh chị. Rất là mong hôm nay sẽ tham quan chợ Nhà Ngang, ngày thật là tuyệt vời nha. Dạ rồi, hôm nay cô chú anh chị đi tham quan chợ Nhà Ngang cùng với em nha. Dạ rồi, bây giờ mình đi tham quan chợ cùng với em nha cô chú anh chị. Thì hướng này bây giờ mình tiến vào chợ nè. Thì hôm trước em có đi tham quan chợ Công Sự rồi. Thì em thấy tổng quan một phần phía trước chợ cô chú anh chị. Nãy em có đi tham quan thì cũng na ná như nhau cô chú anh chị. Là sẽ có một cái dãy ở phía trong á, bà con sẽ buôn bán ở phía trong. Đây là hướng bà con đi vào chợ nè. Phải công nhận là chợ Nhà Ngang bà con đi chợ cũng rất là đông nha cô chú anh chị. Đây. Phía bên đây thì có các cái gian hàng buôn bán nha. Đây có mấy anh mấy chú đang uống cà phê nè. Phía bên đây sáng nay thì em đến chợ bằng con đường đó là qua phà nha, phà Thí Liễu Thầy Quân đi đến chợ Nhà Ngang này. Đây buổi sáng mọi người buôn bán rất là tấp nập nha. Ở đây có chị này bán xôi nè. Em chào chị, chị bán xôi hả? Xôi lá cẩm với gì chị, xôi mặn hả? Dạ, để em quay cái nghe chị. Đây là chị bán xôi nè. Wow, đây xôi xôi mặn thì mình là chị bán xôi mặn nha. Rất là ngon nha cô chú chị. Ở đây chị bán một phần là bao nhiêu cho khách? Hộp 10.000. Hộp 10.000 xôi mặn, xôi ngọt gì luôn hả chị? Dạ. Nay có dịp ghé chợ Nhà Ngang. Lúc trước em đi ngang đây thường lắm. Dạ. Em ở đâu? Em ở Kiên Giang nè chị, em là người Kiên Giang, em ở Minh Lương á. Gần đây à, chạy khoảng chừng tí xíu tới rồi. Minh Lương đây chắc bên mà. Dạ, đi đò Thầy Ngang á, thì Thầy Quân, cái Liễu Thầy Quân. Rồi em cảm ơn nha chị. Dạ dạ. Đây. Sáng nay em đi qua một ngôi chợ nha cô chú anh chị. Lúc trước em có quay rồi. Đó chính là chợ Thí Liễu nha. Thủy Liễu chứ, xin lỗi. Đây có mọi người buôn bán rất là đông nữa nè. Dạ con đi ngang chợ Thí Liễu hồi sáng. Dạ. Đây là chợ Nhà Ngang mà. Đây có chị gái nãy quay phát quan tổng thể là chị nói là quay bánh mì cho chị bán đắt nha. Đây chị bán bánh mì đây. Chị thứ mấy chị? Chị Sáu bán bánh mì nha. Đây. Wow. Ở đâu, đi quay đây em là người Kiên Giang chị ơi. Dạ. Em Minh Lương nè. 2 năm trước em có làm việc ở đây. Dạ. Dạ không chị. Ở đây chị Sáu bán ổ bánh mì bao nhiêu chị? Ổ 10.000. 10.000 ha, giá bình dân cho khách. Đây bánh mì thịt nha cô chú anh chị. Có 10.000 ổ. Dạ. Đây bán giá bình dân mà. Dạ. Đây. Chị Sáu đang chắc bánh mì vô trong tủ rồi. Rồi thôi chị cảm ơn chị Sáu nha. Chúc chị Sáu bán đắt nha. Đây có khách cho chị kìa. Bên đây thì có dãy chị này bán cá đồng, đồ đồng với gà vịt nha. 2 năm rồi em mới trở lại đây đó. Chị ra đây bán cá đồng, quay cá đồng tí. Chào chị, chị quay cá đồng á chị, chị quay cá đồng á nha. Đây chị bán cá lóc này cô chú anh chị. Đây, thì bên đây thì có cá chia vàng. À, hồi nãy em có quay cái bảng cô chú anh chị là chợ Nhà Ngang, để cái năm thành lập đó là năm 1993. Tí xíu nữa để hỏi coi một số chú với một số anh lớn tuổi ở đây coi một số chú một số anh biết không. Đây cá chê trắng mà. Wow, to quá, to khủng khiếp luôn nha. Thì bên đây thì có cua, đây các cua An Minh này, cua miệt thứ đó cô chú anh chị. Đây hướng này vào chợ này cô chú anh chị, thì nó cũng tương tự giống như chợ Công Sự gì đó, hôm bữa em quay gì đó, cũng có một cái lối đi vào trong gì đó. Đây có một số chú lớn tuổi ở đây thì uống cà phê nè, này rất là nhiều nha. Mấy cô mấy chú ở đây buôn bán rất là tấp nập luôn. Mấy anh chị đây, phía bên đây cũng có một số anh chị đây buôn bán đó nè, rồi uống cà phê buổi sáng nha. À, đây có hai chị bán chào chị. Dạ. Đây, đây đó chị gái này bán bánh tét hả chị? À dạ. 2 năm rồi em mới trở lại Nhà Ngang đó. Dạ, dạ. Hôm nay quay trở lại xứ U Minh, chợ Nhà Ngang nha. Đây bánh tét của chị bán nè. Dạ. Bên đây là bánh tét của chị này cũng bán nữa nè. Lúc trước buôn bán ở dưới Ba Đình á, có đi ngang đây hoài à, tại vì chạy từ ngã tư ngã ba Ô Môi á qua đây gần nên thử là cũng biết đường đi. Đây có mấy anh mấy chú uống cà phê buổi sáng nè. Đây có mấy chị buôn bán đồ tươi nha. Để hướng này mình sẽ về Thí Liễu nè cô chú anh chị. À, hướng này nha, phà Thầy Quân. Đây rồi, cảm ơn hai chị nhiều nha. Mấy chị mấy anh buổi sáng cà phê đây cũng nhiều lắm. Đây bán thịt, bán đồ ăn buổi sáng nè. Đây qua đây quay một đặc sản của vùng U Minh nha, cho qua. Đây siêu U Minh thì sẽ có tôm gồm cho chị, cho em quay tôm ấy nha. Dạ chị cười rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Đây là một đặc sản của vùng U Minh này cô chú anh chị. Đây là tôm nha. Dạ tôm sú vùng U Minh. Đây, đây tôm sú ở đây. Bây giờ khóm là mới trồng đây hả chị hay là trồng lâu rồi? Dạ. À giáp năm hả? Không, ý là cái thời gian gần đây ta trồng khóm, nhưng bắt đầu trồng khóm hay gì hay là từ xưa giờ luôn? À, xưa giờ là trồng khóm luôn hả con? À, dạ. Tại vì con nhớ là vùng U Minh này chỉ có thứ nhất là ba khía, thứ hai là cá đồng, thứ ba là tôm, mà còn khóm thì chưa biết. Tại vì cánh Cầu Bao gần đây chắc có trồng, thì chắc có trồng là đúng rồi. Qua bên đây nè, bên đây thấy trồng khóm nhóc luôn nè. À, dạ. Rồi đây cô đây thì bán dưa leo muối hả? Cô bán dưa leo muối cái gì? À dạ. Lúc trước đi ngang đây hoài à, để bán thức ăn ở dưới Ba Đình. Đây cô đây nè, cô đây cũng rất là dễ thương nha, chị đây cũng dễ thương lắm. Rồi cảm ơn cô với chị nhiều nha. Dạ chúc cô với chị bán đắt nha. Chào cô chị. Dạ. Nhà ở Minh Lương kế bên đây à, đi cũng xíu tới rồi. Dạ. Rồi giờ mình di chuyển qua chợ tiếp nha cô chú anh chị. Đây. Để hướng gần vào chợ rồi đó, mình quay thêm tí xíu nữa nha. Đây có cô đây bán mắm nè. Chào cô bán mắm. Dạ. Chào con quay mắm nha cô. Đây, đây cô bán mắm dưa gang nè cô chú anh chị. Dưa gang, dưa mà mắm lóc, mắm. À, đây là mắm lóc nha. Chấm cỏ nè. À, chấm cỏ đây ha. Đây cá lóc nè. Cô chú anh chị thân mến nha, thì xứ miệt thứ đó cô chú anh chị thì gồm có các huyện sau đây. Thứ nhất đó là huyện An Biên nha, thứ hai á, là huyện An Minh, thứ ba là huyện U Minh Thượng, thứ tư á, là huyện Vĩnh Thuận nha. Thì tất cả các huyện này á, sẽ nằm cặp sông Cái Lớn chạy dài thẳng đến Vịnh Gạch Giá, đi thẳng xuống dưới tận Cà Mau luôn nha. Thì hôm nay có dịp ghé xứ miệt thứ đó chính là vùng U Minh Thượng nè, cụ thể hơn đó chính là chợ Nhà Ngang. Rất là vui khi gửi đến cho tất cả các cô chú các anh chị nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Mấy nay buôn bán được không cô? Vậy hả? Không có đắt như một lần hả cô? Dạ. Lúc trước con đi ngang đây thường lắm. Dạ, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Đây. Mình đang tiến thẳng vào trong chợ đó cô chú anh chị. Đây phía hoàn cảnh là mọi người đi chợ rất là đông nè. Sự nhộn nhịp của chợ nằm ở đây nè cô chú anh chị. Khi gần tiến vào chợ đó. Đây. Nếu cô chú anh chị nào xem clip em quay chợ Công Sự á, thì cô chú anh chị sẽ thấy được cái góc thiết kế của chợ nó cũng na ná giống như vậy. Chú bán cá hả? À dạ, chào chú nha. À, chú bán cá cơm hả? À, cá bên đây là cá cóc hả? Ồ, cá cóc đó hả chú? À, cái này cá cóc chú nuôi hay là cá lóc đồng? Giăng lưới hả? À dạ. Đây chú đây bán cá cơm nha. Chứ bên đây là chú làm sẵn rồi, chú làm sẵn, còn bên đây là cá chưa làm nè. Đây là cá cóc, một loại cá có cái giá trị thương mại rất là cao. Wow. Đây là cá cóc nha. Ủa chú ơi cho con hỏi cái chú, nãy con coi có cái bảng quay á là thành lập chợ năm 1993 đúng không chú? Là lúc đó là thành lập chợ mới này luôn hay là trước đó có chợ rồi? Có chợ. À, trước đó có chợ rồi ha, rồi sau này mới xây nữa. À, dạ. Mà thấy ở phía dưới cuối chợ nó có một cái bảng ghi á. À dạ. Nhà chú gần đây không? À dạ. Rồi thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Đây có mấy cô mấy chú ở đây uống cà phê nè. Để rất là nhiều nha. À. Đây mọi người đang đi chợ rất là đông nè. Wow, đây mấy chị mấy cô để bán bánh rồi, đi chợ đông đúc lắm. Đây cô chú anh chị có cảm giác cái khu vực tiến vào chợ giống không? Giống chợ Công Sự không? À. Đây có mấy chị bán bánh, chào chị nha. Đây hai chị bán bánh nè. Đi đây chị bán bánh cam đó chị. Đây với bánh mặn nha. À. Chứ bên đây là bánh bò nướng nè. Đây là bánh dạ, khoai mỡ chiên. Dạ. Đây là phía sau chợ của mình đó cô chú anh chị, nó sẽ cặp một cái con sông gọi là sông Cái Bé nha. Đây, Cái Bé mà đi qua Nhà Ngang. Thì em có coi trên Google Maps á thì nó hiển thị như vậy. À. Ở đây có chị gái này bán bánh nếp nướng nha, chuối nướng, bánh nướng nè, bánh nướng nha. Wow. Mua 4 hộ nha. Rồi một cái bao nhiêu chị? Một cái 5.000 anh. Yeah. Đây là một bánh chuối nướng. Chị bán ai bán bánh bên này? Có em luôn. À, chị này bán bên này luôn ha. Dạ. Lấy thứ ít thôi chứ ăn không hết đâu. Dạ. Nha. Lấy em một cái bánh đi. Lấy một cái bánh cho em đi. Đây, phía bên đây là cái bánh mặn, lấy cho em một cái bánh mặn đi chị. Rồi em ăn có hết đâu, thì cứ ăn mà ngày nào nhìn ghét nó cũng chóng mặt luôn á. Mắt mờ tay yếu luôn á, chứ không phải chơi đâu. Đây đợi bỏ chung cho em luôn đi. Mà em cũng có ăn đâu, đi dọc đường nó thấy rồi em tặng. Em ăn có hết. Ăn về giữa đường thì có khi em ăn, có khi em không muốn ăn. Đây. Chị lấy giùm em. Nói chung luôn liền thôi đưa cho em nha. đưa bánh con. Để nó đi, hồi xíu em để lấy. Con nhiều bánh rồi. Để đi nha. Để đi. Đây hai chị nè. Ủa chị, hồi xưa là chợ mình là thành lập năm 93 luôn hả chị? Mà trước đó có chợ chưa hay là chợ đó? Nếu mà 93 là chợ mới tính theo thời điểm đó nha. À, tại nãy quay cái bản năm 1993 nó chắc là thành lập chợ mới. Vì tiêu tính ra là cũng có chợ Nhà Lòng chứ. À, Nhà Lòng tính ra chỗ này nha. Nhưng mà sau này thấy cũng không còn ai bán, bán ở phía ngoài cặp hết ha. À dạ. À dạ. À dạ. Rồi thôi vậy em đi di chuyển tham quan nha. Rồi bây giờ di chuyển tiếp nha cô chú anh chị. Đây có mấy anh mấy chú uống cà phê bên đây nè. Phía trước đây thì có một cái này là cái miễu hay cái đình. Này miễu hay đình cô? Chùa hả cô? À dạ. Cô bán đồ tươi đây hả? À, con quay đồ tươi cho cô bán đắt nha. Đây cô đây bán đồ tươi nha. Rau củ quả. Đây cô chú anh chị có thấy sự nhộn nhịp của chợ Nhà Ngang không? Đây. Cô bán rất là nhiều rau tươi nha, và cô sắp đồ cũng đẹp nữa. Đây. Hôm nay đến chợ Nhà Ngang nha. Cảm ơn chợ Nhà Ngang rất là nhiều. Cảm ơn mấy cô, mấy chị với mấy anh, mấy chú nha. Dạ, cảm ơn cô. Con chào cô nha. Dạ. Đây, phía bên đây thì có các cái quán ăn bán đồ ăn sáng nha. Cơm, bún và cháo. Ở đây. Đây có hai cô này bán. Trước đi. Thì bên đây có một cái tiệm bán đồ ăn sáng nha. Quay cho các chị xem đồ ăn sáng nha. Chào cô nha. Đây, cô bán đồ ăn sáng, bán cơm, bún, cháo nha. Dạ. À bún mắm hả? Dạ. Hôm nay có dịp ghé lại chợ Nhà Ngang, cảm ơn chợ Nhà Ngang nhiều nha. Cảm ơn cô với mấy anh mấy chị nha. Wow, bán đắt lắm cô chú anh chị ơi sáng nay. Đây. Đây không thể bước vào trong di chuyển chỗ cô làm bún nha, quay ở phía trước này thôi. Đây bún mắm này bán liên tục luôn. Cơm ở đây một phần bao nhiêu kêu cô? À bún thì 15 cái gì cô? Bún 20 luôn hả? À dạ. À đây. À dạ. Ai có đến chợ Nhà Ngang ủng hộ cho cô nha, ghé tiệm của cô nha. Ở đây ở phía trong thì có dịch vụ làm đẹp luôn hả, làm tóc hả? À dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đây bán đắt lắm cô chú anh chị ơi, bán liên tục luôn á. Đây. Dạ. Đây có chị này bán cá hả? Em chào chị nha. Đây. Chào chị. Bán chanh 75.000, bán 80.000. Cá gô này cá gô trong vuông tôm, chứ không phải là cá gô mà trong vuông tôm, cá gô đồng. Thôi để em quay chị bán đắt nha. Đây, chị bán cá gô nè. Đây. Cá gô vuông nha. À, xứ U Minh, cô chú anh chị đi sẽ gặp rất là nhiều vuông tôm nha. À, vuông tôm. Thì U Minh thì mình có những cái đặc sản ở đây, thứ nhất đó là con ba khía, thứ hai là cá đồng, và thứ ba là con tôm. Đây. À, dạ. Đây thì có mấy con tép đồng này cô chú anh chị. Tép chấu nha. Cái này chiên bột rất là ngon. Chứ mà đây thì chị bán cá lóc. Đây cá lóc vuông nữa hả chị? Wow. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Em chúc chị có nhiều sức khỏe nha. Đầu tiên phải có sức khỏe, thứ hai nữa là lúc nào cũng bán đắt hết trơn á, mua mai bán đắt nha. Rồi em chào chị, cảm ơn chị nhiều. Đây có các cái gian hàng nè, bán cũng rất là đông nha. Đây chắc của bà quá, bà bán quá. Ở đây gặp bà, với bà cho quay cái đi. Chào bà bán khô đây hả bà? Dạ, cho con quay khô đấy nha. Dạ, cảm ơn bà nhiều. Wow, bà bán khô đây nhiều lắm nè. Đây, quá trời là khô luôn. trứng nữa. Đây, rất là nhiều luôn. Củ cải muối nè, tất cả các loại khô. Đây, bà ngồi ở trong, bán rất là dễ thương luôn, mà từ tốn và điềm đạm nha. Đây bà khía nè, một đặc sản của vùng U Minh. Dạ, đặc sản của U Minh mà, phải quay chứ. Dạ có chứ, quay nhân xong rồi quay vật nè. À, quay đâu? Chị đi chợ hả? Chị đi chợ hả gì? À, dạ. Dạ em chào chị nha. Đây chị đây cũng rất là tự tin nè. Đây mới đi chợ. Đây, thôi cảm ơn bà một tiếng nha. Con cảm ơn bà nha. Dạ chúc bà sức khỏe với bán đắt nha. Bà bán buôn bán đắt. À, con xin lỗi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73 tuổi hả? Bà còn ra chợ bán vậy luôn. Dạ. Để có những cái niềm vui của chú anh chị, ra chợ là sẽ có những niềm vui. Rồi con chào bà nha, con cảm ơn bà nhiều. Đây bà rất là dễ thương nha. Đây, còn ra chợ bán nữa, năm nay là 73 tuổi rồi đó. Đây là chợ Nhà Ngang. Wow. Mọi người buôn bán rất là tấp nập nè. Đây, đi chợ rất là đông nha. À, phía bên đây thì đây có anh trai để bán cá biển với chị gái để bán cá biển. Em chào anh chị nha. Đây nụ cười của anh chị rất là dễ thương nha. Chào anh chị. Đây em quay cho anh chị bán đắt nha. Đây. Dạ, anh giới thiệu cá của anh bán lên trai cho khán giả em biết nè. Đây cá sông nha. Đây cá Sapa. Cá ngừ đó. Cá bà thú. Đây. Cá hương nha cô chú anh chị. Cá hồi. Dạ. Phía bên xa xa thì anh bán đùi gà với cánh gà nha. Đây. Rất là dễ thương nha. Đây. Rất là chu đáo nha cô chú anh chị. Lựa cá xong rồi có cái thao rửa tay nữa nha. Không có trơn. Đây. Đây đúng rồi, có khăn chừa tay nữa. Đây. Đây cô đó mới đi chợ xong nữa đó. Cái này YouTube cái hiệu gì em? Dạ YouTube của em là Miền Tây Sông Nước anh. Dạ. Em là người Kiên Giang nè, em ở Minh Lương, kế bên đây chạy tới rồi. Đi Thầy Quân tới rồi nè. Minh Lương là gần đây. Dạ Minh Lương gần đây. Chợ Nhà Ngang. Dạ chợ Nhà Ngang. Chợ Nhà Ngang thuộc xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. Đúng rồi, chính xác rồi. Tại vì hôm trước em có quay chợ Công Sự rồi. Dạ. Đây. Rồi thôi cảm ơn anh chị. Chào cô đi chợ về nữa ha. Rồi thôi cảm ơn chị nhiều nha. Em cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh chị lúc nào cũng có nhiều sức khỏe với bán đắt nha. Dạ. Anh thứ mấy vậy? Em anh thứ 8. À cảm ơn anh Tám nhiều nha. Tám chơi. À anh Tám gì? Tám chơi. À Tám chơi hả? Là cái gì cũng chơi hết đúng không? À. Anh Tám dễ thương nha. Đây. Con em trai cũng bán cá đồng nè. Em bán cá rô với cho anh quay cá nha anh trai. Cá rô vuông. Phía bên đây thì này cá lồng tông em. Đây em bán cá lồng tông nha. Nhà em gần đây không? Tên gì? Kênh 19 hả? À kênh Thầy Chính hả? À, đây em trai cũng mặc rất là sáng nha. Để bán đồ đồng ở đây nè. Rất là chịu khó nha. Rồi thôi vậy cảm ơn em nha. Chúc em sức khỏe đi bán đắt nha. Đây. Đây mình đang tiến vào trong nha cô chú anh chị. Đấy đi thẳng tí xíu nữa cô chú anh chị sẽ xuống đến tận sông của chợ Nhà Ngang là sông Cái Bé. Đây, đây có mấy sạp bán rau củ quả nè. Đó. Còn đây mọi người đi chợ đông lắm nè. Đó, chị đây đang tưới rau bằng. Em chào chị. Chị tưới rau đó hả? À có cái cây tưới rau vậy đấy à. À đây. Dạ tự chế luôn hả chị? Dạ. Đây cho em quay từ đầu tí xíu nha, cho chị bán đắt nha. Dạ. À đặc biệt đó là cô chú anh chị ơi, ở phía trong đây á, mình không có lấy ánh sáng tự nhiên bên ngoài á, nên cái chất lượng hình ảnh nó rất là thấp nha, nó bị kém, xin lỗi. Nên cô chú anh chị thông cảm giùm với em nha. Đây, đây chị đang tưới rau nè, tưới lại lần nữa chị. Dạ rồi. Đây. Đó là sáng tạo nha. Cái này là ý tưởng của chị hả vậy hay là của anh nhà? Dạ em chào anh nha. À đây. Anh bà chị bán rau củ quả nè. Phía bên đây là có rau củ quả nữa nè, kết hợp với tạp hóa luôn hả chị? Dạ. À, anh chị dễ thương lắm nha. À, wow, rất là nhiều luôn. Rồi thôi chị cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đây. Bắt đầu mình di chuyển vào trong rồi đó. Em chào chị. Đây chị gái đây. Bán bánh gì ta? Bánh bông lan nướng hả? À, đây. Cái này bán nửa ổ rồi bán một ổ rồi bán gốc tư luôn đấy ha. Dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Chắc em nghĩ chắc cũng 5-6 năm nay. Chục ngoài năm hả? À, dạ. Đây chị bán bánh bông lan nướng nha. Đây sắp hết rồi đó. Cái này là một ổ bao nhiêu gì chị? Ổ 50. Vậy là một gốc tư là 13. Rồi cắt cho mình một gốc tư đi để mình ăn nha. Đây, đây từ từ đây, đây chính là bánh bông lan nướng nha. Để mua ủng hộ cho chị đi. Đây, chị bán bánh bông lan nướng. Bẻ đôi ra vậy, bẻ cái hai bên này. Đây em sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái hướng bên trong của bánh này. Đây. Đó. Chú chị thấy không? Wow. Rồi bỏ vô đây. Nướng đúng bằng than, đánh máy, đánh tay. À, đánh tay nướng bằng lửa than hả? Rồi rất là truyền thống luôn đó. À, đây. Rồi chị cứ để đó đi. Em gửi tiền cho chị rồi chị tí xíu nữa em ra em lấy ha. Đây bao nhiêu tiền ta? 13.000 ha. Đây 10.000 trước tiền. Rồi thôi cho 2.000 chút 4.000 đi đò. Rồi, cảm ơn. Rồi. Sáng nay đi bằng đò Thầy Quân qua đây hết. Rồi cảm ơn chị nhiều nha, chúc chị bán đắt có nhiều sức khỏe nha. Rồi chào chị. Đây. Đây có anh với chị để bán cá biển, anh chị bán cá biển đây ha. Dạ. Đây, em quay cá biển tí xíu nha anh chị. Dạ, đây quay cho chị bán đắt nha. Dạ. Cá tươi ngon nha. Chắc này lấy tắc cẩu anh. Dạ, lấy tắc cẩu ha. Đây cá anh chị bán này cô chú chị. Đây. À đúng rồi, anh cho em hỏi tí xíu anh, cái này em mới nhớ nè. Cái đợt trước lúc mùng 3 Tết đầu năm á, có cái vụ mà cái chiếc xuồng, cái chiếc thuyền vậy đó. Nó trôi là trôi ngay khúc Thầy Quân mình luôn ha. Nghe Thầy Quân luôn không? Nghe phà Thầy Quân, khúc phà Thầy Quân đúng không? Vô kinh hả? À dạ. Giờ cái xuồng nó nằm ở đâu rồi? Thì nó giờ nằm bên xã. Xã kêu qua cầu mình đây tới là phải không? Qua cầu đi thẳng vô luôn, quay giờ lo gì đó rồi. À chắc cho quay ông ta để chút xíu. Giờ không cho quay không, lúc đầu nghe nói có cho quay đúng không? À vậy hả? Không, để tí xíu mình dùng lời ăn tiếng nói thử rồi, để em dùng lời ăn tiếng nói thử rồi để em xin quay phát họa thôi chứ không có quay cụ thể đâu. À vậy hả? Dạ. Ủa chi bán gì vậy? À vậy đó hả? Dạ. Hộp bánh chuối nó nhiêu chị? Hộp 10.000 hả? Rồi lấy đây cho lấy cuối cùng, hộp cuối cùng cho chị luôn đó. Bánh thì em mua được chứ còn như mấy cái đồ lặt vặt em mua không có được, em không có về nhà. Dạ. Đây. Đem theo để dành chút về. Không, em tặng rồi chứ em có ăn đâu. Dạ. Đi giữ để sang ăn sao hết. Dạ. Tại vì đi phía trước là mua bánh chuối nướng rồi mới mua một gốc tư bánh bò của chị bên đây nữa nè. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, rồi hết luôn rồi đó phải không? Bữa nay khách nhiều chị bán hết sớm. Hết sớm, dạ, nhiều quá hơn rồi. À chị ở đây có tiệm tóc hả? Tiệm tóc của em làm. À dạ, nhưng mà chị thì bán bánh ha. À dạ. À đây em gửi tiền cho chị nè. Em gửi tiền rồi chị cứ để bánh nó đi ha. Đây. Rồi chừa 4.000 đi, hơi đi đò. Đây, chị đây rất là dễ thương nha. Dạ. Em không có về nhà đâu, đi luôn rồi đó, đi thẳng luôn rồi. Dạ. Dạ. Cứ để đi chị. Còn hơi gửi đâu đây đó, có mà chị có đi đâu thì gửi đi. Xem ghé lấy. Chị bán ở đây lâu chưa chị? Chị bán ở đây gần 20 năm rồi. Nhiều. Vì mười mấy 20 năm á, vậy là cũng nếu mà nói tính ra là năm thành lập chợ là 93 rồi, chị bán cũng 93, vậy là chị bán ở đây cũng gọi là lâu năm rồi chứ. Bán chuyện 3 đời đó. Bánh này đó hả? 3 đời. Bánh tầm á. À, bánh tằm. Ở trong Ngang Dừa rồi bà má đi ra đây bà bán. À, chị gốc lại Ngang Dừa. À, dạ. Hình như ở Ngang Dừa cũng nổi tiếng bánh tằm lắm á. Có xã chị ở trong Ngang Dừa. Dạ, như em nhớ là ở Ngang Dừa cũng nổi tiếng bánh tằm lắm. Dạ. Vậy là chợ thành lập năm 93 mà trước đó em nghe nói là có chợ cũ rồi. Chợ cũ có. Có. Cũ rồi sau này 1993 là lập chợ mới đó, rồi tới tận giờ này luôn ha. Ở đây là chỉ nhà lòng nằm ở đây là ngay chỗ chị luôn nè phải không? Là nhà lòng đó. Nhà lòng mà nó nằm ở sau. À, ở phía sau hả chị? À dạ. Rồi thôi, chị cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, em chào chị. Bye bye chị nha. Chị thứ mấy vậy? Chị thứ 7. À, cảm ơn chị 7 nha. Em đi rồi, không có gì nhà nữa đâu. Mua bánh thì cứ tới đâu tính tới đó. Qua đây cảm ơn chị đây cái đi. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đang có khách rồi đó phải không? Nè, em vừa ghé khách ghé cho chị rồi đó. Ủa anh đâu rồi? Không thấy ổng. À, ông đó ông xã chị đấy ha. Ông anh. À, ông anh hả? Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Đó, bây giờ tiến vào trong tiếp tục nè. Đây có một cái tiệm bán phở bò, bún bò đây. Wow, này khách cũng đông lắm nha cô chú anh chị. À đây. Bây giờ vô đi chị gái đây. Đây. À dạ, xin lỗi nha. Thôi để em tắt máy đi, vô chổng trang điểm cái đi rồi hay ra cũng được. Không được hả? Thôi kệ đi, giờ mình lấy đồ mộc đi ha, lấy mặt mộc đi. Ở đây trước khi vào quán này, trước khi ấy thì trước khi quay đồ ăn thì cô chú anh chị quay tổng quan cho cô chú anh chị xem một vòng nha. Đây mọi người đang sáng nè. Cái quán rất là bình dân nha. Ở đây một tô phở chị bán bao nhiêu chị? À 25.000. Dạ. À bún bò luôn hả chị? À đồng giá hết luôn ha. À, không, rồi phở bún bò thì đồng giá. À bún tiêu bún riêu rồi thì có 20 rồi. À đây rất là bình dân luôn. Đây. Wow. Rất là dễ thương nha. Rồi thôi gì cảm ơn chị nha. Đây rất là nhộn nhịp luôn, bán rất là đắt luôn á, không nghỉ tay luôn à. Đây. Đây là cái khay để giao bún này của chú anh chị. Đây. Những anh chị mà chạy xe Honda mà giao những cái tô bún tô cháo vậy nè nha, là rất là nghệ thuật nha, tại vì chị có một tay rồi đó. Đây trả lại cho anh hành nghề nha. Rồi cảm ơn anh chị nhiều nha. Rồi cảm ơn anh chị. Wow. À, phía bên đây thì đang tiến vào trong chợ thì mọi người cũng buôn bán nữa nè. Đây. Đây con chào cô. Cô bán gì đây? Bán xôi. À cô bán xôi à? Cô cho con quay xôi nha. Dạ đây. Đây cô bán xôi nè cô chú anh chị. Rất nhiều loại xôi nha. Đây xôi ngọt với xôi mặn. À. Đây thì có xôi ngọt đây. Rồi bánh kẹp không hết bánh kẹp rồi. À vậy đó hả? Xôi mặn cô bán một hộp bao nhiêu? Dạ. À xôi nấm này cô bán bao nhiêu? Nấm 5.000 7.000. À có à. Thôi cô ủng hộ cô một hộp xôi nha. Ở một nấm xôi nha, 5.000 nha. Rồi cô lấy cho con một nấm. Cái nào lấy bánh kẹp hay bánh này? À, thôi khỏi lấy bánh nữa. Trời nói ăn chứ con có ăn được nhiêu đâu. Để bà không lấy bánh cầm nó cũng được cũng được. Lấy bánh kẹp đi, bánh kẹp này nè. Còn một cái bánh kẹp cho nó hết đi. Ừ. Nha. Nãy giờ dọc cái kia bánh bông lan, bánh chuối nướng, rồi bánh cam, bánh mặn, rồi bây giờ tới xôi đó. Ngày nào cũng nhìn thấy riết là thấy muốn tới cuốn họng. À đây nó đúng theo từ miền Nam luôn, tới cổ họng luôn đó. Để đi con trả tiền rồi xíu nó ghé chợ lấy nha. Đi dọc xuống chợ hay đi lên này lấy nha. 5.000 cơ. Dạ. Trừ 4.000 đấy hơi đi đò. Đi đâu qua đâu nữa? Phải đi bơn đi về, bây giờ không có về nhà nữa. Đi thẳng lên tiếng trên lại. 5.000 con. Rồi, 15.000 nha. Đủ rồi nha. Bán đây lâu chưa cô? Bán lâu rồi. Nghĩ chắc cỡ 20 năm. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Ừ, chào cô. Để đi tí xíu rồi con ghé lấy. Đó. Đây, phía trước mọi người đang di chuyển chợ nữa nè. Phía trong thì nó hơi vắng một tí, ở phía ngoài thì đông hơn. Đây có ánh sáng tự nhiên nữa cô chú anh chị. Đó. Phía bên đây thì có các tiệm tóc rồi bán trái cây nè, cô chú anh chị thấy không? Ăn bánh mì nữa nè. Đó. Rất là nhiều nè. Này gặp mấy chú nè, thì gặp chú này đợi cái nón nỉ đẹp quá. Chú này đợi nón nỉ đẹp quá ha. Chờ chú nha, chú có cái nón đẹp quá. Ông nội con ngày trước cũng có cái nón giống vậy đó mà màu màu xám. Ông nội ông năm nay 97 tuổi rồi. À, 3-4 cái hả? Dạ. Chú đi uống cà phê buổi sáng hả vậy? Uống trong nhỏ ở Củ. À, Củ ha. Chú đi uống cà phê buổi sáng hả vậy? À, chị xin lỗi ông chứ, con xin lỗi. Ông uống cà phê buổi sáng nha. Dạ. Đây cũng một ông cà phê buổi sáng nè. 90 tuổi rồi. À, ông nhiêu tuổi? 90 tuổi. À, ông 90 tuổi luôn hả? Dạ, dạ con bứa vào trong cái. Dạ, ông đi về cái gì vậy? À, đi về. Dạ. Dạ, ông dễ thương quá. Hai ông ăn bánh ha, con mời hai ông ăn bánh nha. Đợi con đi lấy bánh cho. Con có mua bánh ở đi nhưng mà con gửi rồi, con không có lấy. À vậy hả? Dạ, con cảm ơn ông nhiều nha. Dạ, ông nội con giờ thì cũng 97 tuổi rồi, cũng mới mổ xong á. Khỏe rồi. À vậy hả, con mừng nha. Dạ, rồi con cảm ơn ông nhiều nha. Dạ, ông đội nón nỉ đẹp quá. Dạ, con chào ông. Ê, ông đây cũng đạp xe nữa nè. Phía bên đây thì mọi người buôn bán, ở trong đây cũng có buôn bán đồ ăn sáng nha cô chú anh chị. Ở đây thì rất là nhiều nha. Các sạp bán rau củ quả nè, đây có bán đồ ăn sáng. Chào cô, chào chị nha. Sao? Mặt xấu quá đừng quay. Cái gì? Nói mặt xấu quá đừng quay. Ôi trời ơi. Mặt xấu hả? Ừ. Sáng nay đi phát quan tổng thể đi ngang thấy đâu có xấu đâu, còn bán nét đẹp lao động mà. À đây. Hả? Sao chị nói gì? À, của cô thứ mấy? Thí dụ như muốn ghé chợ Nhà Ngang ăn. À, cô Út Diễm ha. À, dạ. Cô thứ mấy? À, cô Năm đi ha, nhìn cho nó dễ. Tại vì xưng hô thứ cho nó dễ gọi hơn. Dạ. Đây cô Năm bán bún cá hả? Bún cá với hủ tiếu nha. Đây. Cái nồi súp gần hết rồi cô chú anh chị. Thấy nghiêng là biết rồi ha. À, đây. Wow. Ở đây giá một tô bao nhiêu cô? Cô bán bình dân. Dạ 20.000 ha, giá bình dân ha. À, đây cô Năm đây. Đây là chắc con gái cô Năm quá. Trời ơi, có cái gì đâu mà sợ, mắc cỡ. Nó xấu quá. Nó nghe nè, nếu mà bán đồ ăn sáng mà coi như đẹp quá thì coi như đâu có bận đâu. Đúng không? Bận rộn này nọ mới. À, bán bánh mì hả? Chị bán bánh mì bên đây ha. À đây, chị đây thì bán bánh mì hết rồi nè. Đó. Rồi thôi gì cảm ơn cô Năm với chị nhiều nha. Chúc cô Năm với chị có nhiều sức khỏe với bán đắt nha. Rồi, chào. Để mọi người ở đây rất là dễ thương nha cô chú anh chị. À, lần trước đi quay công sự cũng vậy. À, Công Sự cũng là một ngôi chợ gây thiện cảm rất là nhiều đối với em. Đi quay cái cảnh bên đây không, đâu có biết cái chợ Nhà Ngang. À dạ. Con đi cái đường bên kia kìa, nó chợ Nhà Ngang nè. Rồi hồi đời mà Bảo Đại tới giờ mà gì vậy? Dạ dạ. Ờ. Chợ về gì đây là sập xệ dây điện trần nói đủ thứ hết. À dạ. Con chào đường chú nha. Không có ống cong đường bên chợ búa dơ đường kia. À dạ. Mày quay bên đây đâu, mày đi đường bên kia kìa. À dạ. Dạ. Ôi chú ơi, hả? Hôm bữa ngay mùng 3 Tết đầu năm nay á, có cái vụ mà cái xuồng mà cổ á, nó trôi ngay chỗ thầy Quân đúng chú. Ở đây đem về đây giờ ủy ban nó kéo về, ủy ban nó giữ rồi. Ở đây có một cái đây là đây cho ta cho mày coi chiếc ghe đó nè. À vậy ha, chú có chụp lại ha. Ừ. À, cảm ơn chú nhiều nha. Chú ăn sáng cà phê đây đó hả? Chú bán thịt heo ở đây. À, chú bán ở đâu? Bán cà phê bên đây hả? À, chú bán thịt heo gì vô đây ăn. À bán thịt heo hả? À dạ. Đây cái ghe cổ đây. À, đây vớt ở ngoài thầy Quân đem về đây. À đây. Wow, đây là chú đã có chụp lại rồi nha. Nhiều bôi lắm mà tao xóa bớt rồi. À, dạ. Đây. Trên này là có 7 ông tướng, quân tướng rồi. Nhưng mà chiếc ghe này là nó có cái mui nữa, nhưng mà ngoài kia người ta vớt. À, dạ. Rồi người ta không chịu trả cho ghe, người ta để chịu trả, nhưng mà giờ để ngoài đình Nguyễn, ngoài Thầy Quân. Như cái vụ này nghe nói cũng trôi qua tới Gò Bao cũng có cái nữa. Bữa hổm có nghe nói. Gò Bao chứ ở Cà Nhung á, nó mấy năm trước người ta vớt chiếc. Dạ. Còn này hôm vớt bữa mùng 3 Tết rồi. 3-4 Tết. Cái chú đó nhà gần đây không? Cái chú vớt được cái xuồng nhúng nhà gần đây. Cái này cũng như chính quyền tập thể vớt cho. À, dạ. Còn cái người mà phát hiện cái ghe thì ở dưới Thầy Quân. À, Thầy Quân ha. 5-6 số. À dạ. Có cái quán nước của mọi người ăn sáng thôi, em cản trở giao thông quá, đứng giữa đường rồi. Đây có quán Năm Hoa. Dạ, cô Năm hay chú Năm? À, cô Năm nha, quán cô Năm. Kêu thứ rồi chứ không dám kêu tên đâu. Dạ, xưng hô theo đúng kiểu miền Tây của mình là thiêu thứ tự. Con cái tên ở trong YouTube là tên gì? Dạ, kênh của con là Miền Tây Sông Nước chú. Ở đây một cái quán rất là bình dân và yên bình nha cô chú anh chị. Ở tại một vùng quê nha, vùng quê xã nè. Mọi người ăn sáng, cà phê xong rồi đi lao động. Rất là dễ thương nha. Cảm ơn chợ Cộng Sự, cảm ơn chợ Nhà Ngang rất là nhiều. Cảm ơn vùng U Minh Thượng. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, hôm nay có dịp ghé lại chợ con mừng lắm. Tại ngày trước con đi ngang đây thường lắm. Ngày trước con làm ăn ở dưới bán đồ ở dưới chợ Ba Đình á. Mình thử ra đi ngang ở Ba Hồ Môi xong rồi chạy đến Nhà Ngang này nè, nên về Thầy Quân gần lắm. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Cảm ơn cô Năm nhiều. Dạ. Đây là mọi người rất là dễ thương nha. Thì cảm ơn anh trai đi sáng sớm nay đã giúp em quay được cái bản thành lập chợ năm 1993 của chợ Nhà Ngang. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Đây rất là nghệ sĩ nha. Đây mái tóc này là mái tóc dài nè, nghệ sĩ lắm. Anh bán gì đây? À anh bán giày dép. Đây là cửa hàng của anh tên gì? Quang. Anh Quang ha. Dạ. À của anh Quang ha. Ủa anh Quang bên đây là của anh Quang luôn hả vậy? À anh là thợ cắt tóc. À hàng gì cái mái tóc này là rất là nghệ sĩ là chỗ anh là thợ hớt tóc nữa nha, có buôn bán luôn cả giày dép. Đây. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ em chúc anh sức khỏe với có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Để có dịp ghé chợ Nhà Ngang rất là vui khi gặp anh. Nãy anh chỉ cho em, phải công nhận là em như là cũng ít người biết cái bảng đó lắm anh. Em theo em biết đó. Hỏi ngay mình hỏi biết đúng rồi. Dạ. 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 Thôi vậy chào anh. Dạ. Cảm ơn anh nha. Đây, đây mọi người đang dạ em chào chị. Dạ em là người Kiên Giang chị, em ở Minh Lương nè. Đây là chị gái đây bán tạp hóa nha. Đây em chào chị. Đây chị gái bán tạp hóa. Dạ. Của chị bán ở đây là tạp hóa được bao nhiêu năm rồi? À vậy hả? Rồi để em quay cho chị bán đắt nha. Để cho nhiều người biết chị nha. Vậy hả? Đây em tham quan vùng miệt thứ thì có huyện An Biên nè, An Minh nè, Vĩnh Thuận với U Minh Thượng. Thì em quay U Minh Thượng nữa bữa nay là xong rồi đó. Ngày mai nữa là chắc coi vài bữa nữa em ghé xuống Vĩnh Thuận nữa. Dạ, quay Vĩnh Thuận nữa đó. Thì Vĩnh Thuận cũng nằm trong vùng miệt thứ của mình. An Minh với An Biên em quay hết rồi đó. Vùng miệt thứ lại quay hết rồi. Quay sao mà cho anh ta làm nhà lòng cho mới cho chị đây. Dạ. Dạ rồi, thôi cảm ơn chị nhiều nha. Nhìn mái tóc. Dạ cảm ơn chị, chúc chị có nhiều sức khỏe với bán đắt nha. Đây cô chú anh chị nhìn mái tóc này có nhớ Mai Ca năm 1900 hồi đó không? Rất là dễ thương nha. Đây mái tóc này dễ thương lắm. Dạ. Đây cũng gần sắp hết chợ nha cô chú anh chị. Đây mình đi thẳng xuống đây là sẽ ra được con sông Cái Bé nha của chợ Nhà Ngang. Đây. Ở đây thì bán tạp hóa hai bên rất là nhiều. Phía bên đây ngày trước đó là chợ Nhà Lòng này cô chú anh chị. Wow, đây mọi người buôn bán tạp hóa nhiều ở phía trong này. Đây có tiệm thuốc tây nữa. Ở đây có cậu cô đây, cảm ơn cô hồi sáng đã giúp cho mình nè thông tin nha. Dạ rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ chúc cô sức khỏe với bán đắt nha. Cô đây có bán đồ ăn sáng với cà phê nè. Hồi sáng nói chuyện với cô thì cô có nói rất là nhiều thông tin về chợ nè, biết bản hiệu ở đâu rồi sao với mấy chú là mà chắc mấy chú về ha cô, mấy ông về ha. Dạ. Tại vì mấy người góc cái chợ này thì cũng có mấy người lớn nè, dạ. Còn cô chú lớn nè. À dạ. Chợ này là đúng là thành lập năm 1993 là chợ mới luôn hay con? Dạ. Trước đó là cũng có chợ chứ, con nghĩ chắc có. Đó thì tự phát. À tự phát nha. Chắc lúc đó bán chợ trời, con nghĩ vậy. À vậy đó ha. Cặp sông vậy đó ha. Chắc ngày xưa buôn bán giao thương mình toàn là ở phía sau sông này rất là nhiều. Dạ. Vậy ha. Tại vì đi quay con mà để ý kỹ cái chợ nào mà nó giáp ranh khu vực ngã ba mà sông xuồng đồ nhiều á là bán được lắm. Hôm bữa đi Vĩnh Ti nè, cũng quay bà con ở đó cũng nhộn nhịp lắm, tại vì ngay giao lộ ngã ba đó, chạy qua Hậu Giang cũng được, về cả Bạc Liêu cũng được nữa. À dạ. À dạ. Đây cô đây nói chuyện rất là điềm đạm nha cô chú anh chị. Một người mà đứng ở cương vị là một người lớn tuổi nói chuyện rất là điềm đạm và rất là dễ thương nha. Dạ rồi thôi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ chúc cô sức khỏe với có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Con xin lỗi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? À dạ 61 tuổi vẫn lao động, vẫn buôn bán nha, vẫn ra chợ để gặp gỡ mọi người để có niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ rồi thôi con cảm ơn cô nhiều. Cô thứ mấy ta? Cô tên cô Thủy. Cô Thủy ha, dạ rồi, thứ mấy đi, thứ ba. À con cảm ơn cô ba nhiều nha. Kêu tên nhiều khi nó kỳ lắm, tự nhiên kêu xong cái tên nó giống như nó hỗn sao á. Dạ rồi, cảm ơn cô ba nhiều. Dạ. Dạ con cảm ơn cô ba. Đây là một trong những người buôn bán rất là lâu đời ở đây nè. À những cái quán cà phê cô bán nè. Đây. Nếu mà nói về xưa đó, phải nhìn cái này mới gọi là xưa nè cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị thấy những cái tủ không? Đây. Cái tủ này chắc lâu đời lắm này phải không cô? Đó, đây là những kỷ niệm của cô chú anh chị đó. Đây, những cái ngôi nhà mà ở dưới miền Tây mình nè. Đó, cô chú anh chị thấy không? Những cái vách, những cái cây nè. Đó, những cái khu vực mà cửa cây rồi nè. Wow, ở đây có mấy cái cửa cây này cho con quay cái nha cô. Đây, cửa cây này rất là lâu đời nè cô chú anh chị. À dạ biết rồi, nhưng mà cho con quay cái cửa cây này cái. Đây những cái cửa cây rất là nhiều nè. Hình như cái này là dán là kéo ra đường phải không cô? À dạ. Ủa đây bằng sắt nữa ta. Wow. Cây hả? À. Wow. Ở đây thì có cái dán này của chú chị. Hình như dán là dán nói luôn cô. À gửi xếp luôn ha. Dạ, con nhớ thấy có mấy cái bản lề nè. Wow, đây rất là lâu đời nha, những cái dụng cụ mà lâu đời lắm luôn rồi đó. À, những cái chiếc tủ cà phê nè, này có những chai nước ngọt, Chương Dương nè, bia Phong Vinh nè cô chú anh chị, rồi những cái chai sữa đậu nành đó, Chibico vân vân, rất là nhiều nha. Những cái hình ảnh xa xưa đó, em mà sẽ gửi đến cho cô chú anh chị đó. Dạ rồi thôi con cảm ơn cô ba nha. Dạ rồi cảm ơn anh nha. Sắp hết khu vực chợ rồi đó cô chú anh chị. Đây là phía cuối đường nha. Cảm ơn hôm nay rất là nhiều. Cảm ơn một ngày thuận lợi để quay chợ Nhà Ngang nha. Mọi người ở đây rất là dễ thương nữa. Ở đây đồ ăn sáng cũng gần hết luôn rồi. Dạ. Đây. Ở đây có các bà với anh trai. Em chào anh trai với chào hai bà nha. Dạ, đây, hai bà đây. Đây, rất là dễ thương. Đây. Hai bà đang uống cà phê với anh. Dạ. Xin mượn một câu nói của ca nhạc sĩ Hồ Phi Nan nha. Cô chú anh chị biết gì không? Ở Sài Gòn á, cô chú anh chị chỉ thấy toàn là xe với xe thôi. Còn về dưới quê mình á thì cô chú anh chị sẽ thấy toàn là ghe với ghe nè. Đây cô chú anh chị thấy sự bình yên của chợ không? Một ngôi chợ ở xã nha, rất là dễ thương. Ở phía trước đó thì có một cái con đò đó cô chú anh chị. Mình sẽ đi qua Vĩnh Phước A nha, của Cầu Wow. Mình về Vĩnh Tuy cũng được luôn. Chợ Vĩnh Tuy thì em đã tham quan rồi. Hướng này mình về chợ Ba Đình được nè cô chú anh chị. Đây, hướng này mình về chợ Ba Đình nè. Cô chú anh chị thấy không? Đây là ghe nè, xuồng nha. Rất là bình yên luôn. Bà con mình ở đây di chuyển bằng ghe rất là nhiều nha. Không ồn ào mà cũng không có xô bồ nữa. Giờ này là tan chợ rồi đó. Mọi người đã xong một buổi sáng rồi đó. Bắt đầu công việc nhà nông. Đi qua đây cảm ơn cô một tí. Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ sáng nay uống cà phê tại đây nè cô chú anh chị. Lâu lâu mới xuống đây lần nha. À dạ. Chú quay như vậy, gọi như cái hoàn cảnh nha, tôi thấy cái ông đó ổng thử tai biến bà già mắc rồi mà giờ ở có một mình ơn thờ bà già không ai nấu cơm ăn tay yeah. Quay vậy rồi biết thuốc hết. À cái đó là làm bên mảng thiện nguyện đó, chị. Là bên đây thì em không có làm, em làm cá nhân không à. Nên chỉ có một mình thôi, nên chỉ quay đời sống chợ là chứ không có làm bên việc mà nhận từ thiện từ Mạnh Thường Quân á. Dạ. Chị thông cảm giùm em nha. À vậy đó hả? À dạ. À dạ. Dạ. Ở đây chị nhà cô ở đây là bán ở đây lâu chưa? Dạ. À vậy hả? Cô bả chăm chữ già bả mới để này cho bả. À dạ, vậy là cái này là buôn bán gia đình ha, nhà gia đình và người thân trong gia đình. Dạ. Rồi cảm ơn chị cô nhiều nha. Chúc cô sức khỏe với bán đắt nha. Lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Ra chợ buôn bán gì nó vui lắm, nó có cái niềm vui rất là dễ thương á, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Đây chị gái nè. Dạ. Dạ 1-2 ngày nó có rồi. Tại vì hôm trước đi tham quan chợ Công Sự rồi đó, nhất quyết hôm nay phải đến chợ Nhà Ngang thuộc U Minh lần nữa là xong rồi đó, là xong cái khu vực. À có mở lên YouTube á, mở miền Tây Sông Nước, kênh là Miền Tây Sông Nước sẽ thấy à. Dạ, tí xíu đây lên điện thoại để bấm cho nha. Dạ dạ, đây qua đây tí xíu nữa nha cô chú anh chị. Thì cảm ơn người anh nữa, nãy anh cũng dễ thương lắm, tại vì có một số lý do về mặt này kia nên ảnh đã giúp mình. Đây cảm ơn anh nha, cảm ơn anh một tiếng. Đây đây anh bán âm ly thùng bát nha, ngay tại chợ Nhà Ngang. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ ông anh của em. Dạ anh thứ mấy vậy? Anh Tâm hả? Dạ đây anh Tâm bán âm ly thùng bát nha, rất là nhiều. Có cho thuê luôn không anh? Có luôn. À dạ, anh em nào tại Nhà Ngang mà muốn mua âm ly thùng bát nha, hoặc là thuê âm ly thùng bát để mà ca hát giải trí đó thì ghé anh Tâm nha. Có góp luôn anh? À góp luôn ha. Dạ rồi đây cũng kết thúc chợ đó cô chú anh chị. Thì vậy hả? Dạ dạ. À bến phà anh, để đi tham quan bến phà cái luôn ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh Tâm cái đi. Chúc anh Tâm có nhiều sức khỏe với lúc nào cũng bán đắt nha. Dạ. Bến phà này cũ hay mới vậy anh? À cũ là nãy em đứng nha. À dạ, bến phà mới. Đi qua Vĩnh Phước A đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì cuối clip rồi thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú các anh chị đã theo dõi kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất rất nhiều luôn. Cô chú anh chị ơi, thì kênh của em đó thì vừa mới thành lập nên rất là cần cái lượng người đăng ký và lượng người xem, nên cô chú anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, cũng như là like, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nha. Đây em đang tiến thẳng đến bến phà nè, bến đò nè, đây để đi qua Gò Ao nè, Vĩnh Phước A nha. Đây hôm nay cô chú anh chị theo dõi kênh và xem clip của em á, hãy cho em ý kiến về chợ Nhà Ngang nha, một cái nét chợ rất là miền Tây nha, rất là xưa nè, bà con ai cũng thân thiện hết. Đây đã gần tới bến đò này cô chú anh chị. Wow, đây là bến bến đò Nhà Ngang nha. Em vừa tới đò đã vừa cập bến kìa. Đây mọi người đi đò nè. Wow, đây là đò Nhà Ngang nha. Vừa bên kia là Vĩnh Phước. Dạ không chị ơi, em chỉ làm cá nhân thôi, không có làm nhận tiền từ Mạnh Thường Quân. Chị thông cảm giùm em nha, cảm ơn chị nhiều. Đây. Wow, đây cảnh đò nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin cảm ơn. Xin chào. Thì em quên nói cho cô chú anh chị biết một thông tin nữa cô chú anh chị, thì ở đây á, thì có tận 3 chợ nhà lồng nha cô chú anh chị. Đây là nhà lồng thứ 3 nè, đây bán rau củ quả thực phẩm nha. Nhà lồng thứ nhất á, thì bán dép quần áo nè. Nhà lồng thứ hai á, thì bán chị gái bên đây làm cá sẵn xong rồi. Ủa cái này cá sóc này cá lù đù vậy? Nét bạc nửa ký 30 ngàn. Nét bạc nửa ký 30 ngàn. Bà kia thì chị lấy U Minh hả chị? Bà kia thì chị lấy U Minh. Cô bán ốc nữa nè. Wow, quá chừng ốc luôn. Đó, ốc này bán nè. Đó. Đây là những vật dụng mà cô bán đều là những đồ dùng mang hơi hướng Việt Nam đó, nhìn là nhớ Việt Nam đó. Những chiếc xịa nè, này, ghế nồi nè, đủ thẻ luôn ha. Có cá chét nữa nè, cá ngừ nè, cá ba thú nữa nè, cá nục đó cô, cá nục. Trong anh em chỉ có chuyên bán ốc thôi nha, không có bán gì ngoài ốc hết trơn á. Quá chừng ốc luôn. Chị bán nè. Cái này bánh mặn chị bán một phần bao nhiêu? Chè là 40 ngàn đó chị. Lấy một phần chè bắp của chị. Rất là thích ăn chè bắp nha. Cả các loại cá luôn nè. Đây có cá lưỡi trâu nè, cá ba thú nè, cá chét nè, cá chim. Quá chừng luôn. Cái này cá đỏ hả chị? Hả? Củ cải. Rồi, ly này bao nhiêu vậy chị? Ly này bao nhiêu vậy? Chị bán cho khách á. Hả? Chị lấy cho em một ly đi. Em mua cho hết chị ly này luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Miền Tây Sông Nước xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đang đón xem video tiếp theo của em ngày hôm nay. Ngày mới thì em xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại một ngôi chợ rất là nổi tiếng của Cần Thơ. Cụ thể hơn thì em đang ở quận Cái Răng. Hôm nay em sẽ đưa cô chú anh chị đi tham quan một ngôi chợ nha, đó chính là chợ Cái Răng. Và đây là quang cảnh phía trước chợ này cô chú anh chị. Đây là quang cảnh mọi người đang đi chợ rất là đông nha. Dạ. Thì sáng nay em đến chợ thì hiện tại bây giờ thì trời thì không có mưa, nhưng mà thời tiết thì nó khá là âm u nha. Hiện tại sau lưng em đó chính là một cái con sông, đó chính là sông Cần Thơ. Và mọi người ở đây có một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng tại khu vực miền Tây luôn, đó chính là chợ nổi Cái Răng. Dạ đây chính là chợ nổi Cái Răng này cô chú anh chị. Đây. Một địa điểm mà có thể nói là du lịch mang đậm nét văn hóa chợ nổi của miền Tây. Đây là con sông Cần Thơ nha cô chú anh chị. Thì con sông Cần Thơ này nó sẽ là tuyến đường huyết mạch rất là giúp cho bà con mình vận chuyển buôn bán chợ nổi tại đây nè. Có thể đi về kênh Xáng Xà No, đi hướng này nè cô chú anh chị. Đây về hướng về kênh Xáng Xà No nha. Còn hướng ngược lại đây thì sẽ đi ra sông Hậu, con sông rất là nổi tiếng của miền Tây. Đây là hướng này mình sẽ đi về sông Hậu nè. Ngày mới thì miền Tây Sông Nước xin cảm ơn. Chúc cô chú anh chị có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Rất là vui luôn. Thì rất là mong cô chú anh chị hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, bình luận. Okay. Dạ. Nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Những đóng góp ý kiến của cô chú anh chị sẽ giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn. Thì em xin phép có đôi nét về chợ Cái Răng tí xíu cho cô chú anh chị hiểu nha. Thì em cũng đọc thông tin trên mạng thôi. Thì được biết là chợ nổi Cái Răng của chú anh chị. Thì đây là một cái chợ đầu mối, có thể nói là dựa rau củ quả rất là lớn ngay tại miền Tây của mình luôn á. Đây. Thứ hai thì ngôi chợ này đã có cách đây thì khoảng đầu thế kỷ 20. Dạ. Từ đây thì mình chạy đến trung tâm của thành phố Cần Thơ của chú anh chị thì khoảng 7 cây số nha. Thì chợ nổi Cái Răng tính ra thì đã được công nhận là một cái di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia luôn, được Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao công nhận vào năm 2016. Rất là tự hào nha cô chú anh chị. Đối với miền Nam mình nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung. Cái tên Cái Răng đó cô chú anh chị thì em có đọc tham khảo ở trên một số trang mạng xã hội á, thì được biết là có một số cái thông tin nó nói là như thế này. Ngày xưa ở đây cô chú anh chị có một cái con cá sấu nó rất là to luôn. Thì sau khi con cá sấu đó đến đây á, thì có một cái răng của nó đó, nó được cắm ngay tại chợ mình đây nè. Thì người ta gọi đó chính là chợ Cái Răng luôn. Này, một con cá sấu rất là lớn nha. Còn có một cái thông tin thứ hai á, đó chính là ngày xưa ở đây á, là khu vực Việt Nam mình có ba dân tộc rất là đông luôn. Đó chính là dân tộc Kinh nè, dân tộc Khmer và dân tộc người Hoa tại đây. Thì việc vận chuyển buôn bán ở đây rất là nhộn nhịp. Bà con có thể vận chuyển một cái vật mà có thể nói là sinh hoạt hàng ngày của bà con mình luôn, đó chính là cái cà ràng đó cô chú anh chị. Nhưng mà tiếng Khmer đọc là Karan. Thì sau một thời gian thì bà con mình ở đây dùng cái từ cà ràng đó nó chạy, thì có thể hiểu là bà con đọc xong cái từ cà ràng đó chính là từ Cái Răng luôn. Thì cái nguồn gốc của tên Cái Răng có thể xuất phát từ đây. Dạ. Thì đó lời thông tin gửi đến cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Đây là quang cảnh phía dưới chợ Cái Răng này cô chú anh chị. Bà con buôn bán rau củ quả tại đây. Dạ rồi, rất là vui nha cô chú anh chị. Hôm nay đã có mặt tại chợ Cái Răng rồi. Hôm nay cô chú anh chị đi tham quan chợ Cái Răng cùng với tôi, với em nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ rồi, bây giờ mình đi tham quan chợ Cái Răng cùng với em nha cô chú anh chị. Dạ đây là quang cảnh phía trước chợ Cái Răng cặp với con sông Cần Thơ này cô chú anh chị. Đây em thấy có một chị bán hến. Đằng trước gặp chị nè, em chào chị nha. Là chị gái bán hến nè, với ốc đắng hả chị? Cái này ốc đắng. Dạ. Này hến, cái kia ốc dạo. Dạ. Đây ốc đắng chị bán này nghe. Đây ốc đắng bên đây. Sáng giờ bán được không chị? Ừ. Là gai hay gì hay là đắt khách? Vậy đó hả? Quá trời im rồi. Này chị bắt ở nhà nữa nha. Này chị bắt ở nhà luôn hả chị? À dạ. Này chị gái người dân tộc, chắc chị là người dân tộc Khmer quá. Dạ. Đây là chị gái người dân tộc Khmer nha, rất là dễ thương nè. Bán hến ngay tại chợ Cái Răng. Đây chị rất là dễ thương, hiền lắm. Lần trước gặp chị tại chợ Cái Răng chị cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Dạ. Rồi vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, sáng giờ bán vậy là quá trời nghiêm rồi. đủ qua ngày ha, sống qua ngày ha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đó, đây thì có mấy anh chị em mình đây nữa nè. Ủa anh xã chị đâu rồi? Ủa gì hả? Chú Anh ơi, không đi rồi. Đây có chị gái em bán ếch với cá chạch nè. Đây chạch quế hả chị? Chạch quế là cái này ha. Chạch lấu hả? Đây chị gái nè. Đây chạch đồng là cái này, còn với chạch lấu nè. Vậy là bữa nay em biết thêm con cá chạch đó đó. Tại thường bữa em đi quay chạch quế nhiều. Còn cái này chạch này là chạch sông hả chị? Chị, này chạch sông đúng không? À, chạch sông này. À, dạ. Đây. Dạ. Này gã ông Đường nha, tại có ông xã ổng đây rồi. Dạ, đây có cá bóng dừa nè, quá chừng luôn. Này chị chủ này nha. Nãy cảm ơn ông anh cho mượn cái ghế ngồi nói chuyện kìa, ông đang lại kìa phải không? Đây ông anh này nha. Rồi cảm ơn sư huynh nhiều nha. Rồi cảm ơn sư huynh nhiều. Dạ. Chưa gì gặp bay rồi, đi giao cá luôn đó hả? Rồi. Đây, rồi cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ em chúc chị gái bán đắt. Đây có chị gái nữa nè. Dạ. Chị gái bán cá bóng dừa đó nè. Quá chừng luôn. Gần hết rồi không chị? Dạ. Bên đây nữa rau của chị bán luôn hả chị? Không, rau của chị Kiều. Chị Kiều hả? À, chị gái bán cá bóng dừa nè. Kiều nữ bán rau đó. Chị Kiều hả? Dạ, trời ơi. Dạ chị. Đây, chị gái bán rau này nha. Đây. Bán ngó sen nè. Đó. Súng. Con súng hả? À lộn. Con súng. Sao lộn hoài tao, mấy bữa nay em bị vụ này hoài luôn á. Quên thôi. Quên thôi, dạ. Rau dền nè, con nhút nè nha. Đó, rau của chị Kiều bán. Đây. Đây là chị Kiều nè, đang cắt rau thêm. Đó, chị Kiều cắt tóc tém ngắn nè. Nãy giờ thì em quên nói với cô chú anh chị biết một thông tin nữa cô chú anh chị. Thì ở đây á, thì có tận 3 chợ nhà lòng nha cô chú anh chị. Đây là nhà lòng thứ 3 nè. Đây bán rau củ quả thực phẩm nha. Nhà lòng thứ nhất á, thì bán dép quần áo nè. Nhà lòng thứ hai á, thì bán các cái vật dụng như là quần áo ở lộn xin lỗi, bán các cái đồ tiêu dùng, bán các vật phẩm trong gia đình á, đồ nêm này nọ. Ê, rất là nhiều luôn. Ở phía đây là nhà lòng thứ hai nè, còn nhà lòng thứ nhất thì nằm ở hướng phía trước đây, sau lưng chợ nhà lòng thứ hai. Ở đây cũng có chị gái này bán tôm tép nè, với cá biển, cá đồng. Chào chị, cho quay cá nghe chị. Đây chị gái nè, lục xụp. Dạ. Mắc cỡ hả? Không có chịu lên hình hả? Đây chắc mẹ chị quá, hay là chị? Đây là người thân hả chị? Dạ. Đây có tôm chị bán nè. Đây, có chừng luôn. Khỏe chân trắng nha. Đây. Wow, cá chim nè, với cá sóc. Dạ, cá chim với cá sóc nha. Đây, quá chừng cá luôn. Có chị gái bên đây làm cá sẵn rồi nè. Xong rồi. Ủa cái này cá sóc hay cá lù đù vậy? Lù đù cá chim. À lù đù cá chim, em tưởng cá sóc. Giống nhau. Rồi cảm ơn chị gái nhiều nha. Có cẩu. Rồi cảm ơn nha chị. Đây có mấy anh chị buôn bán đây nè, dọc cái hướng này nè nha. Bây giờ mình sẽ đi dọc hướng này trước đi. Rồi tí xíu nữa mình sẽ đi vô phía trong chợ. Đây. Có mấy chị cũng buôn bán nè. Rồi có chị gái này bán bông sữa đũa trắng. Cho quay cái nghe chị, cho quay sữa đũa nha. Sáng giờ bán em bữa nào bán điểm tiền quá chừng luôn. Đây có chị gái bán bông sữa đũa nha. Đây sữa đũa trắng nha. Đây ngó sen. Đây, rau cải nè, quá trời luôn. Có xả. Đây, cái này chắc chị bán vậy là để nấu canh chua luôn hả chị? Một lọn vậy luôn. À đây, chị bán một phần vậy là bà nấu canh chua luôn này cô chú anh chị. Có bạc hà, ngò gai với ngò ôm nè. Đây. Quá chuyên nghiệp luôn nha. Rồi, đây cảm ơn chị Tiến đi, để cho chị còn đếm ngân lượng nữa. Sáng giờ bán được không chị? Sáng giờ? Vậy à, bán chậm hả? Vậy em cảm ơn chị nhiều nha, em chúc chị bán đắt nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đây con chị gái thì bán trứng nè. Chào chị. Cho quay trứng nha chị. Dạ. Quay em mua nha. Hả? Quay em mua nha. Em đâu có gì nhà đâu mua. Không quay, không cho quay. Rồi vậy ha, rồi vậy cảm ơn chị nhiều. Rồi. Đây có chị gái đây bán hành nè, ý lậu bán đồ tươi nữa nè. Chào chị gái nha. Đây bà con đây buôn bán đều có niêm yết giá nữa nè. Đồ tươi rất là nhiều luôn. Đây có mấy bột măng lớn quá. Ở đây khu vực này bán nông sản thì em sẽ đi quay một tí xíu đi. Nông sản bà con bán ở đây. Rồi một chút xíu nữa em sẽ vô phía trong nhà lòng à, đi vòng phía trong nữa. Rồi Duyên cảm ơn chị nhiều nghe chị. Thì chị bán mấy trái bí nhỏ nhỏ đẹp quá. Này chắc bí hồ lô không chị, kêu không biết. Bí non hả chị? Dạ, đây là chị bí non gì bán nè. Wow. Đây là lần thứ hai em đến chợ. Bà con ở đây rất là vui nha. Đi chợ tấp nập luôn á. Hiện tại em đang đứng ở đây thì hiện tại là 9 giờ đó cô chú anh chị. Nên bà con vẫn còn đi chợ rất là đông luôn. Đây, có chị gái nè. Rồi em cảm ơn chị gái nhiều nha. Chúc chị gái bán đắt nha. Rồi em đi chị ơi. Cảm ơn chị nhiều. Đó, ở đây thì có mấy anh chị em cũng bán gà vịt nữa nè. Gà nè. Đây có mấy chị bán ở đây nè. Wow. Ở đây thì có mấy anh chị bán thịt cá nhiều quá. Cảm ơn mấy anh chị nha. Chào mấy anh chị. Đây, cái chị gái này bán tép. Dạ. Rồi có ông anh ổng đang cạo lông heo. Dạ, cạo lông heo mà ổng cạo kỹ lắm nha, rất là kỹ lưỡng luôn đó. Đây. Dạ. Quay lên TV rồi đó. Dạ, chào anh trai. Quay lên TV không? Dạ, hello hello. À, dạ anh trai nha. Đây là sạp thịt của chị gì chị? Chị Trang. Chị Trang hả? Dạ. Đây chị Trang bán thịt ngay tại chợ Cái Răng nha. Đây anh chị Trang nè. Đây anh chị Trang luôn đúng không? Ờ chồng. Dạ dạ anh xã chị ha. Dạ. Xã yêu đó. Xã yêu đó ha. Dạ. Xã yêu. Đây có chị gái bên đây thì bán tôm thẻ. Chào chị gái nha. Chị gì chị gì? Chị Bích hả? Dạ. Bích xinh đẹp. Dạ. À, chị Bích có cái sống mũi rất là cao nha, rất là đẹp luôn đó. Sống mũi này tự nhiên nha. Dạ tự nhiên. Không được giao búa hả? Trời ơi nghe ghê ghê đó. Dạ. Dí chiên dí chiên. Dạ. Chị bán tôm thẻ chân trắng nè. Quá chừng luôn. Ngon mà rẻ nha. Dạ. Chị Trang bán thịt đây được lâu chưa chị Trang? Bán được 5 tháng. 5 tháng hả? Này nó chơi hay nói thiệt? Thiệt. Nói thiệt luôn đó hả? Ủa trước chị Trang bán gì qua bán thịt chị Trang? Chị không có bán gì chứ, ở không ăn. Trời ơi em vậy đó hả? Ờ, vậy là đại gia đó nha. Ở không ăn. À. Đây đại gia đó nha. Giờ mới bán. Cái dạ. Này YouTube nào vô like nha. Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Rồi. Dạ cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi. Thôi gì em đi tham quan tí xíu dưới chợ rau chợ thịt nữa nha. Dạ. Dạ rồi cảm ơn mấy anh chị nhiều. Đây mấy anh chị của em nè, ai có đến chợ Cái Răng du lịch tham quan rồi đó, ghé ủng hộ anh chị của em nha. Đó, đây chị Bích với chị Trang nha. Đó. Dạ dạ chị bán đồ tươi nữa hả? À hay quay nữa hả? Ủa lò mình ở đâu chị? Ở lò của mẹ em quay. À vậy là lò tên gì? Em nó tên là tên gì ạ? Địa chỉ nằm ở đâu? Em nó quay miếng. À quay miếng hả? À dạ. Thôi em đi. Lên là mình bán được. À dạ dạ. Thôi em đi nha. Rồi cảm ơn mấy anh chị nhiều. Này cũng có một số anh chị buôn bán đồ tươi nữa nè. Quá chừng luôn. À, bên đây có chị gái này cũng bán tép thẻ nữa nè. Rồi bán luôn cả bạc khía nữa. Dạ, chị chào rồi hả chị? Này có sinh nhật cái gì? Dạ. Gì đây? Dạ lên YouTube quay đời sống chợ. Tép bạc nửa ký 30 có chị gái này bán tép bạc. Tép bạc nửa ký 30.000. Đây, tép bạc, giờ quay tép bạc nha chị. Tép bạc nửa ký 30.000. Chị gái bán tép bạc nha. Với bán bà kia. Đây, quan trọng là bà kia nè, tại giờ em quay tép bạc nhiều rồi. Tép bạc nửa ký 30.000. Tép bạc nửa ký 30.000. Bà kia là chị lấy ở U Minh hả chị? Bà kia là chị lấy ở U Minh. Bạc dốc nha, cánh của Cà Mau đó. Chị gái nè, sáng giờ bán được không chị? Dạ được. Vậy đó nha, quá chị em luôn. Thì nhà nó bán được chỉ là mừng cho chị rồi. Mà buổi giờ cũng khó khăn quá, buôn bán giờ nó cũng hơi chật vật nữa. Nha, ai mà buôn bán được ha, chị em mà buôn bán được đó, em cũng mừng. Rồi thôi vậy cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ. Chị gái tên gì vậy? Chị Nguyệt hả? Dạ, cảm ơn chị Nguyệt nhiều nha. Đây chị Nguyệt nè, bán có bán cơ thể nữa nha. Đây. Tép bạc nửa ký 30.000. Đây tép bạc nửa ký 30.000 nha. Nửa ký 30.000. Đó. Tép bạc nửa ký 30.000. Ở đây còn một đoạn đường mình đi xuống dưới nữa. Đó. Đây. Ở đây thì bán rau củ quả thì phần chính là nhiều thôi. Đó. Đây các số anh chị nè, bán rau củ quả. Bây giờ thì mình sẽ đi hướng ngược lại nha. Mình sẽ đi vô phía trong. Em sẽ không đi tiếp tục nữa. Bởi vì ở đó cũng bán tương tự như vậy thôi. Vì lần trước em đã tham quan chợ hết một lần rồi. Nên lần này em sẽ đi hướng vào phía trong này nữa. Để quay cho cô chú anh chị xem. Đây. Thôi em đi chỉ bích ơi. Dạ. Dạ. Đây có... cô mấy anh chị bán ở đây nè, tôm tép cá đồ đầy đủ hết trơn luôn. Có ông anh này bán cá nè, sáng có nói chuyện với ảnh. Đây ông anh này là người hướng dẫn cho mình biết đó nha. Rồi cảm ơn anh trai nha. Đây là anh trai hồi sáng hướng dẫn cho mình biết cái kênh Xà No với hướng đi về kênh Xà No với hướng đi về sông Hậu nè. Đây, anh trai bán cá, bán đồ đồng không anh? Có bán đồ biển không anh? Bán đồ đồng không nha. Đây anh trai bán đồ đồng luôn nè. Dạ anh trai. Dạ. Bán tiếp đi anh rồi thôi anh em nói chuyện sao? Anh có bán ốc nữa nè. Cái gì chị? Em. Gì em đó? Wow, quá chừng ốc luôn. Con này nhỏ nhất nè. Con này nhỏ nhất nè. Ốc này anh bán nữa nè. Giỡn nha. Này có hai cá tài tượng to quá chừng to luôn. Đây. Anh thì đang có khách này. Mấy con kia nó nặng hơn đó. Cá tài tượng quá trời to luôn. Sáng giờ bán lu bu dữ rồi anh trai tôi. Dạ. Thẳng luôn rồi không có tiền. Dạ đúng rồi. Nói chung là mình về Xà No đó, tính theo kiểu dễ hiểu đi. Không có bây giờ vùng binh chổng rẻ trái rồi về trái. Dạ đúng rồi. Dạ. 1.000 7.000 đó. Dạ 6.000 ha anh. Đúng rồi, cô chú anh chị có thể vào kênh của em đó để xem một chuỗi series em đi quay xứ Nga, xứ Ngàn rồi nha. Và thậm chí em có quay luôn cả chợ Hội Đồng á, bắt đầu từ chợ xứ Ngàn đó cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị vào kênh của em có thể xem. Chợ Hội Đồng nè, chợ 1.000, chợ 7.000, chợ 14.000. Tất cả các chợ đều có quay rồi hết đó cô chú anh chị. Ghé trái đi chợ Hội. Dạ, đây cũng của anh luôn ha. Đây cá của anh luôn ha. Dạ, đây anh bán cá điêu hồng nữa nè. Anh thứ mấy vậy anh? Dạ, anh Út bán cá nha. Trời ơi trời. Cái gì rồi dưới trên thì từ lửa chân vậy? Tôi đang quay hình đó nha. Ủa anh bán cá đây có mình hả? Gì? Dạ, dạ anh đó hả? Trời tưởng anh chọc chơi. Yeah. Chị xã đó nha. Đây, hai anh chị bán cá nè. Thôi em đi anh Út ơi, để cho anh Út bán nữa. Rồi cảm ơn anh Út nhiều nha. Bye bye anh Út trái nha. Dạ. Đây anh Út nè, cho nhìn cái để 11 có ghé chợ Cái Răng mua cá ủng hộ cho anh Út nha. Anh Út bán đây luôn cái gì anh Út? Đây cô chú anh chị mà đi thấy cái bảng đầu chợ Cái Răng này nha. Đây. Gặp anh Út của em mua cá nha. Ổng dễ thương lắm. Chỉ mà chị tận tình luôn đó, ghẻ làm sao, hướng làm sao luôn đó. Đó, bây giờ hướng vô chợ có bảng đầu chợ Cái Răng nè. Rồi đi anh Út ơi. Dạ. Đây có mấy gian hàng bán luôn nè cô chú chị. Cá đầy đủ hết trơn luôn. cái cô ở đây đâu rồi ta, hình như cô này đúng không, cô bán cá đây đúng không? Dạ đây có cô nè. Anh nấu ăn cái gì cô? Anh nấu ăn cơm chưa đó hả? Cái này hả? Dạ. À nấu bánh lọt ăn ở nhà đó hả? À ở đây chắc là người thân cô luôn cái gì chị hả? À dạ đây cô sẽ đây có cô đây dễ thương hơn sáng cô nhìn em cô cười cô nói quay cá đi. Chào cô. Dạ đây cô bán cá rất là nhiều nữa nè, có cá bún dừa nữa nè, bún đen, bún trứng nha. Ừ mà hết trứng rồi. Dạ bên này có cá cơm nè. Dạ quá chừng luôn nha. Đây cô bán hải sản, thủy sản luôn nha. Sáng nay cô bán, cô cắt mầm cá đó, có cái mâm đẹp lắm nè cô chú anh chị. Đây, cô chất cá lên rất là đẹp luôn, trong mấy cái mâm nhỏ nhỏ. Cô thứ mấy gì cô? Thứ bự lắm, thứ 8. Cô thứ 8 hả? Dạ. Thứ bự nhất luôn. Thứ bự nhất luôn hả? Dạ. Đây. Vậy là cô thua ba con này. Ba con thứ 10 đó. Đây có mấy cái mâm cá cô bán nè, một gỗ luôn nè. À, mâm lớn rồi có thêm mấy cái gỗ nhỏ nhỏ nè. À, đây cô đi chợ nè. Xin chào cô. Đây, cô đang bán cá cho khách nè. Dạ đủ loại cá. Đây có cá chốt này nha. Chốt trứng, chốt con. Chốt trứng nè. Đây có cá rô trứng luôn. Cái trứng là cá bóng trứng, bóng trứng. Rồi cá bóng trứng này. Cá trứng không hả? Cá hường. Đó là cá biển hả? Không á, cái sông mình à. Cái sông đó. Dạ. Cái sông. Nhỏ nó đòi ăn cá trứng. Ôi trứng mình đó đó. Đây có gỗ tép của cô bán nữa nè. Đây có một gỗ tép nữa. Tép ruộng. Này chiên bộ ngon lắm này nghe. Ai mà đến chợ Cái Răng ngay đầu bảng chợ gặp cô Tám mua cá nghe. Đó, nhớ mua giúp cho cô Tám giùm em nha. Đây cô Tám của em nè. Dạ đây. Ủa như chị bán bên đó phải không? Dạ đang đi tham quan bên đó hết vòng rồi qua đây nữa. Đây có cô Tám nha. Dạ vậy cảm ơn cô Tám nhiều nghe cô Tám. Dạ cô Tám có sức khỏe nha, với bán đắt nghe cô Tám. À thì cô Tám dễ thương lắm nè, sáng cô Tám đi cái cô Tám cười một cái, cô Tám nói vô quay đi con. À đi cô Tám ơi. Dạ ở đây thì mọi người buôn bán vật dụng nè cô chú anh chị, mấy cái gỗ, mấy cái đồ đạc nè, có bán rất là nhiều nha, mấy cái giỏ nè, cái cô này bán, chào cô, đây cô bán nón lá Việt Nam nè, chào cô luôn nha, đây giống hai chị em quá, à, nhưng mà phải không? Dạ, vậy là chắc thí dân thí kiều tương truyền quá, dạ, đây hình ảnh Việt Nam này nha cô chú anh chị, đây. Đó chính là chiếc nón lá Việt Nam nè. Đây. Đó. Đây là những vật dụng mà cô bán đều là những đồ dùng mang hơi hướng Việt Nam đó, nhìn là nhớ Việt Nam đó. Những chiếc xịa nè, ghế nồi nè, rất là nhiều luôn. Mấy cái thúng đựng gạo ngày xưa. Có cái giỏ không cô? Cô có cái giỏ cái tụng ngày xưa không cô? Không, giỏ đệm. À giỏ đệm đúng rồi, chứ mà cái tụng á. À dạ. Vậy đó chị. Đây có cô này cũng bán nè. Dạ. Xe. Đây. Hai người nào cũng đẹp hết trơn á, mũi cao lắm luôn á. Đây. Phía bên đây cô bán có bán dây nữa nè. Những cái dây chắc là dây buộc hồi xưa nè. À, những cái giỏ. Cái này giỏ hiện tại giờ mình đang kiếm cái đè giỏ đẹp mà mình không thấy. Dây buộc nè, dây lát cái gì nè. Dây lát dạ. Đó, những cái xịa lớn nè. Quá chừng luôn. Đây. Hai cô bán có bán mùng mền nữa nha. Đây. Đó, chiếu rồi gối luôn, quá chừng. Rồi thôi con cảm ơn hai cô nhiều nha. Dạ, ai có đến chợ Cái Răng ủng hộ cho hai cô giùm em nha. Đây, hai cô dễ thương lắm. Đấy, thì tiếp tục đi tham quan chợ nha cô chú anh chị. Đây có mấy anh chị đang có buôn bán ở đây nữa nè, rất là nhiều luôn. Đó, đây cá nữa nè. Đó, phía bên đây thì cũng có bán cá nữa nè. Ở dãy trong thì bán thịt nha, dãy ba ở trong thì bán thịt. Ở đây có một chị gái này bán cá thác lát cạo sẵn này, rất là đẹp luôn. Tại vì lần trước em có ghé thăm rồi, bây giờ em sẽ ghé chị một lần nữa. Đây, chị đi trước dạ. Vì đây là một đặc sản của tỉnh Hậu Giang, đó chính là cá thác lát nha. Hôm nay không biết chị có còn cạo cá thác lát nữa không. Đây. Ở đây thì ánh sáng nó hơi thiếu tí xíu nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị thông cảm giùm em nha. Dạ em chào chị. Dạ, hôm nay chị gái lần trước cạo cá thác lát nè. Hôm nay có ma thác lát không chị? À vậy đó hả? À dạ, đây chị nói, em vừa nói thác lát là chị đem lên xem liền đúng không? Đây là chị gái bán chả cá ngay tại chợ Cái Răng nha. Dạ, chị rất là dễ thương luôn, vì lần trước em đến quay á chị dễ thương mà đẹp gái luôn. Dạ, đẹp gái luôn, dạ. Dạ. Sao chị? Chị Tím hả? Ồ, chị Tím à, tím Tỷ Chung đúng không? Dạ. Rất là dễ thương nha. Đây chị Tím bán cá chả nè. Nó làm gì làm, sáng cũng phải có một ly cà phê. Đó. Này, cúng trước hả chị? Cúng trước rồi bắt đầu uống sau đó. Đó, cho nó tỉnh táo buôn bán nha. Đó. Dạ. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Này chị đang chị đang có bé hả? Chị đang có bé hả? À, dạ. Đang sáng nha. Đây chị gái đây đang sáng uống cà phê nữa nè. Chị ăn đi, em không quay nữa đâu. Đây. Đây là một nghệ thuật nha cô chú anh chị. Xẻ cá này không phải dễ đâu nha. Theo chiều, theo hướng đàng hoàng đó. Như thế nào phải biết nha. Chứ không phải cầm cái cây lên là chỉ có là cạo cá lấy thịt không đâu. Đây. Còn đây là một nghệ sĩ nha. Đó. Rất là hay đó. Làm biết là quen đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi ai đến Cái Răng nhớ ủng hộ chị Tím dùm em nha. Rồi em cảm ơn chị Tím nhiều nha chị Tím. Dạ. Dạ. Cảm ơn luôn nha chị. Dạ, chúc chị sức khỏe với vui vẻ nha. Đó. Dạ, Miền Tây Sông Nước nha, ủng hộ cho em. Lên YouTube đó chị. YouTube. Dạ. Dạ. Có cái logo nó hình màu đỏ, có một chiếc thuyền. Thôi chị bấm gì cho dễ nè, chị bấm Miền Tây Sông Nước mà chợ, chị bấm Miền Tây Sông Nước chợ Hội Đồng đi. Là chị sẽ thấy cái logo của em màu đỏ đỏ cam cam á, có chiếc thuyền nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Đây. Thì hướng này mình sẽ đi ra lại chợ nè. Để có ánh sáng nó đẹp hơn. Ở phía trong thì nó hơi tối một tí. Đó là nhà lòng 1 của chú anh chị. Đó nhà lòng 3 chứ. Xin lỗi. Đó là nhà lòng 3. Chị bán tôm càng hả chị? Chị quay tôm càng nha. Dạ. Đây. Dạ ok, chị gái này nè. Bây giờ chị bán đắt nha. Bán đắt là bán chạy đó. Mấy bữa trước em Trúc là mua mai bán đất, chị nói ủa chị đâu có đất đâu bán đâu em. Thì đó, bởi vậy bây giờ em suy nghĩ trong đầu hoài, em nói biết câu gì để Trúc nè. Vậy bởi vì em suy nghĩ hoài cứ kiếm mấy câu Trúc nào bữa ở em Trúc mua mai bán đất mà chị nghe lộn, em mua mai bán đất, nó trời ơi chị có đất đâu mà bán. Dạ. Để mình Chúc mà nó bị nhanh quá đó chị. Đây có mấy chị của em bán này nha, một dãy luôn nè. Có chị thì bán cá, bán tôm nè, chị gái bán thịt nè. Đó. Dạ. Đây bán tôm càng nha. Đây chị gái này bán tôm càng là thổi oxy. Tôm này chị lấy ở đâu chị? Ở Ngang Dừa hả chị? À Bạc Liêu là chị, là Ngang Dừa đó, chắc là Ngang Dừa đó. Dạ. Một là Hồng Dân nha, một là Hồng Dân, hai là Ngang Dừa, cánh nó trồng nuôi trồng thủy sản nhiều. Dạ. Em mới bữa trước em mới đi Ngang Dừa về nữa nè. Dạ. Khu vực đó ngay quán lộ Buôn Hiệp á, vậy dễ. Giờ vận chuyển hàng hóa rồi cũng dễ, không có khó. Này chị bán có như đây hả? Hết chưa? Còn như đây là hết rồi hả? À còn nữa hả? À có dừa. À dạ dạ. Đây chị bán tôm nhìn ngon quá. Để em quay chị bán đắt nha. Đây. Mấy chị em ở đây ai cũng vui vẻ hết trơn luôn. À. Rồi thôi em cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đây con chị gái bên đây cũng bán tép thẻ nữa nè. Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Dạ. Dạ kênh YouTube đó nha. Dạ trên YouTube á. Dạ xin lỗi cô. Dạ. là lại nghệ nhân chơi chữ nữa rồi đó. Vậy cá chim của tôi nữa thấy không? Có thiệt chứ bảo. Dạ. Dạ, đây nguyên một mâm lớn của cô bán này nha. Chị có điện thoại đâu em bấm cho liền luôn cho. Đây. Dạ dạ, mở YouTube sẵn đi em bấm cho. Đỏ đỏ đó chị, có cái tam giác á. À dạ. À đúng rồi, để đây em bấm cho. Cô chú anh chị đợi em tí xíu nha, em bấm kênh cho chị xem cái Miền Tây Sông Nước chợ Hội Đồng. Nè chị về chợ Hội Đồng nha, chị về chợ Hội Đồng đi với em chợ Hội Đồng nha. À. Đây chợ Hội Đồng này, chị về chợ Hội Đồng tham quan đi, ở Hậu Giang đó. Đây cá cô bán nè, quá chừng luôn, chắc 1-2 ngày nữa chị ơi. Đây chắc thẻ biển hả cô? Dạ thẻ biển à, đủ thẻ luôn ha. Đây, có cá chét nữa nè, đây, cá ngừ nè, đây, cá bà thú nữa nè, cá nục hả cô? À dạ cá nục, lộn hoài không bao giờ phân biệt được, dở lắm. Đây cô đây đó nha. Rồi vậy cảm ơn cô nhiều nha. Dạ con chúc cô mua mai bán chạy. À, bán chạy hàng á. Dạ đắt hàng à. Lại nữa hả? À, suy nghĩ hoài không ra luôn đó. Rồi em đi luôn chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em cảm ơn chị. Đây có mấy anh chị rất dễ thương lắm nè. Dạ dễ thương thì Cần Thơ gạo trắng nước trong mà, ai đi đến đó lòng không uống gì đó. Dạ dạ em cảm ơn chị nhiều nha, đi Hội Đồng chơi đi, trong đó có clip đó. Wow, ở đây khu vực ở đây bán tiếp tục là cô chú anh chị đó. Nếu hồi nãy cô chú anh chị đi mà vòng cái hướng của chợ bán rau củ quả nãy đó đi thẳng đó, thì bọc lên đây là sẽ thấy khu vực chợ của mình đây đó. Còn không thì cô chú anh chị đi hướng này cũng được luôn. Đây, có nhiều hướng lắm nha. Hướng này thì cô chú anh chị sẽ đi lên cầu nè. À, đây là cầu Cái Răng nè. À, quá chừng luôn. Đây. Đây có anh trai bán đồ tươi. Bên đây có mấy anh chị bán đồ biển nữa nè. Wow. Đây có bán thủy hải sản luôn. Cho quay cá nghe chị. Dạ dạ. Đây có anh chị đây bán cá nè. Đây cá điêu hồng nè. Cá này cá đại tượng luôn hả anh? À cá phi hả? Phi với điêu hồng. Điêu hồng thì mình biết, còn cá phi lớn này, cá phi lớn mình chưa thấy. Đây con cá nè, quá chừng luôn. Con cá nhìn thấy nhìn lão ấy ha. Đi bên đây thì có cá đuối. À, ở đây chị bán mực rất là to nha, những con mực rất là to luôn. À, hải sản nhiều vô cùng luôn. Này mực ống mà to như nè, quá chừng to luôn. À, bên đây có mực là mực lá nè, mực bầu chứ. Quá chừng to luôn. Như bên đây thì có tôm thẻ. Sáng giờ bán được hả chị? Được. Dạ, đây chị gái nè. Bây giờ chị bán hàng cho khách thì mình không có nói chuyện được với chị nhiều. Đây chị bán ngay ngã ba nha. Dạ, em đứng nhận nha chị. Đây chị gái này bán ngay ngã ba nè. Ngã tư chứ, xin lỗi. Ngã tư. Dạ. Bị rối rồi, bị gói rồi. Để có bán tôm thẻ thổi oxy nữa nè. À, quá chừng luôn. Nói chung là chị bán thủy hải sản nhiều lắm nha. À, sáng giờ chị bán cũng được hàng lắm đó. Rồi cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Đây, chào chị nha. Dạ. Đó. Ở đây thì qua đây có mấy anh chị cũng buôn bán nữa nè. Đây buôn bán sập cô. Của cô này có một sập cô à, của chị gái chứ. À, chị gái này thì bán cô. Dạ. Chào chị. Cho quay cô nha chị. à, dạ. Này, chị gái này có một sạp cô nè, quá chừng cô luôn. Wow. Đây có khu mực nha. Đây, cô cá lưỡi trâu và cô cá lù đù nè. Đây cô cá khoai nữa. Wow. Dạ, kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Anh trai bán cá chả hả? Anh bán cá chả anh trai? À dạ. Đây, anh trai bán cá chả nè. Đang chuẩn bị cạo cá. Đây, cái mâm cá chả anh cạo rồi nè. Đây, chả cá Thác Lát nha. Đặc sản của tỉnh Hậu Giang. Nó có thương hiệu rồi đó. Đây, nghệ thuật này nha, sắp cá đó. Ủa có chiên luôn hả anh? Chiên là chỗ luôn bán gì vậy? Anh nghe tiếng chiên dầu, có bán chiên dầu luôn hả? Không. Dạ, cạo cá không nha. Dạ. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha anh trai. Không có chi. Dạ, đây cô đây chị gái bên đây đó, xin lỗi. Cô bán lạp xưởng nè. Dạ, này cô chị bán quá chừng luôn. Mà chị đang bán cho khách nữa. Cô nổi tiếng chợ luôn đó. Vậy đó hả? Đây có cô cá chỉ nè. Sưởng chị bán cũng ngon lắm nè, treo lên à. Chị gái bán đây lâu chưa chị gái? Lâu rồi. Em nghĩ chắc chị bán được cỡ mười mấy năm có à? 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm luôn hả? Dạ. 200, 500 rồi. Rồi vậy cảm ơn chị gái nhiều nghe chị gái. Em đi chị gái ơi. Dạ cảm ơn chị gái nhiều. Đây gặp chị gái bán khô. Ở đây có những cái cửa hàng bán quần áo là cô chú anh chị. Đây rất là nhiều luôn nha. Quần áo quá chừng luôn. Ở phía bên đây thì có điều trị bệnh. Bán quần áo hả chị? Dạ. Đây cửa hàng bán quần áo của chị gái nữa nè. Đây. Chào chị gái, hồi nãy em tưởng cái anh đó bán hàng không à? À chị bán shop quần áo đây hả? Shop nữ, shop quần áo nữ ngay tại chợ Cái Răng nè. Đây có chị gái nha. Rồi vậy cảm ơn chị gái nhiều nha. Dạ. Bán về sáng giờ được không chị? Dạ được anh. Lay gai gì cũng được nha. Dạ, đây chị gái bán quần áo cho khách nha. Shop quần áo nữ. Thôi đi tham quan chợ tiếp chị ơi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Đây là shop của chị gì? Đây shop của chị là shop chị gì? Thu Cúc hả? À đây là shop quần áo của chị Thu Cúc nha. Ngay tại chợ Cái Răng nè. Ai có đến chợ Cái Răng thì ủng hộ cho chị Thu Cúc. Dạ rồi, cảm ơn chị Thu Cúc nhiều nha. Đây. Đó, đây có shop quần áo của chị Thu Cúc. Đây bán quần áo nhiều lắm luôn á. Cho em lên YouTube hả? Dạ. Cho em lên YouTube hả? Dạ tại chị bán quần áo mới đi vô thấy cái shop quần áo gì cũng lớn. Đi chợ hả anh trai? Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước. À Miền Tây Sông Nước. Đây. À, đây đại gia này nha. Đây, dạ. Anh đi chợ với chị xã hả? À dạ. Rồi vậy cảm ơn. Dạ em chào chị nha. Đây chị xã nè. Dạ. Đây anh xã cũng phong độ mà chị xã cũng đẹp gái nữa nè. Chứ gì? Cảm ơn nha. Đó, ở đây bà còn buôn bán tiếp tục nữa nè. Chợ Cái Răng là phải đi rất là mỏi giò nha, đi rất là lớn luôn đó, đi lớn vô cùng luôn đó, đi là mỏi giò luôn đó. Và ở đây sáng mình nói có một chị gái bán bánh phồng nướng. Rồi chị còn bán ở đây không? Ủa chị gái bán bánh phồng đây đâu rồi? Dạ không anh ơi. Mình kiếm chị gái bán bánh phồng mà quay rồi. Thôi gì mình di chuyển tiếp đi, không thấy chị rồi. Đó, đây. Hướng lên đây thì di chuyển tiếp tục. Có cái quán hàng ăn, hàng uống đây nè. là nhiều nha. Ở đây quán cà phê, mình nghĩ chắc cũng lâu đời lắm rồi đó. Những chiếc bình đây, chị gái này bán quán cà phê rồi chị, quán cà phê vợt á chị, đúng không, đúng không, phê vợt đúng không? Đây đây là một quán cà phê xa xưa nha. Quán cà phê mình không, chủ yếu là cho em hỏi có phải là quán cà phê vợt không, nấu siêu đúng không đó? Dạ 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 đúng không chị, đúng rồi, cái siêu nước đúng không? Vợt đúng không? Rồi ở đây một ly cà phê bao nhiêu vậy chị? Rồi làm cho em một ly đi. Hôm nay mình sẽ cùng cô chú anh chị thưởng thức một ly cà phê vợt nha. Đây là một kỷ niệm của mình đó đó, vì ngày xưa ông ngoại của mình cũng bán quán cà phê vậy nè, có quán cà phê vợt á. Dạ em ở Kiên Giang. Dạ khoan đợi em quen cái chị. Đây đây là những cái em đem đi quen mà. Em đem đi. Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước anh. Dạ mấy anh em này uống về ha. Dạ 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 vậy là cà phê Minh Nguyệt hả? Gia đình mình bán cà phê được có thể là gọi là đời không chị, được mấy đời chị? Cũng nhiều đời vậy đó hả? Em nghi lắm, em nghi là nhiều vậy đó hả? Theo tính theo cả ba đời không, từ ông nội chị luôn hay gì hay là bán hồi đó giờ luôn? Vậy hả? Tại vì có những cái cửa hàng bán ở đây cũng nhiều năm lắm. Em được biết một cửa hàng nó bán xíu mại á, là có thể gọi là trên 40 năm ở đây nè. Dạ thứ này luôn gì đó. Dạ dạ đúng rồi, là trên 40 năm rồi đó, em biết. Dạ chương ký hả chị? Wow cà phê ngon quá. Dạ chị có điện thoại đó không, sạc đi em sạc cho. Đây cặp chị gái đã tìm kiếm đó, search là tìm kiếm search. Dạ. Dạ. Chị bấm Miền Tây Sông Nước chợ Hội Đồng đi cho nó dễ kiếm. Chị về chị lên chợ Hội Đồng đi, đặng cho tham quan xứ ngàn rồi đó cho nó vui. Lên YouTube không? Để bấm cho. Là chị gái này nha. Cô chú anh chị đợi em tí xíu nha. Để em bấm cho chị gái tí. Miền Tây Sông Nước chợ Hội Đồng. Đây em ký dùm cho chị luôn nha. Dạ đúng rồi, gần xứ ngàn đó anh. Gần đâu? Gần xứ ngàn đó chị. Kênh Xà No chạy dài đó chị. Xứ ngàn xứ Châu Thành A đó. Dạ. Rồi đây chị gái nha, cảm ơn chị gái nhiều nha, chúc chị gái sức khỏe với vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn cưng nha. Dạ dạ. Dạ. Cô chú anh chị có thể theo dõi kênh của em để đi tham quan chuỗi series xứ ngàn nha cô chú anh chị. Em có up lên trên hết tất cả rồi đó. 1.000 nè, 7.000, 14.000 và những ngôi chợ đó đặc biệt đó chính là trải dài từ kênh Sáng Xà No nha cô chú anh chị. Dạ. Hả? Dạ rồi chị. Dạ có quay rồi. Rồi thôi gì em đi nha, cảm ơn chị nhiều nha. Wow rất là ngon nha, cà phê chị bán một ly có 10.000 thôi. 10.000 một ly nha chị. Bán rất là ngon, cà phê vợt á. Đây đây để cho em quay lại cái đó. Đây đây là cà phê vợt đây. Đây là một thương hiệu của người Hoa đó. Dạ, có cái siêu nữa nè, cái siêu ấm ở dưới đây nè. Đó, đây lại ha. Mình có cái giác quan rất là tốt, tại vì mình đi ngang mình cảm nhận là chị bán cà phê vợt à. Sáng mình đã uống hết một ly rồi đó, bây giờ mình mua thêm một ly nữa mình uống để thưởng thức thêm cà phê vợt của người Hoa nha. Dạ đây em chào chị gái nha, chị gái bán ớt với đồ nem con đó hả? Đây chị ớt, chị bán ớt Peru rồi ớt. Cái này ớt hiểm á chị? Ớt hiểm rồi. Dạ, với sả nè. Nhưng mà chị chuyên bán thì bán đồ chai nhiều nha, đồ hũ. Nem bưởi rồi. Dạ. Đây tàu hũ, mâm tàu hũ chị bán nè. Đặc biệt chị có bán là cả ớt Peru nữa. Đây là loại ớt siêu cay, có giá thị trường rất là ok nha. Đây. Đây. Chị bán đây lâu chưa chị? Bán lâu rồi. Được mấy chục năm rồi. Thật ra thì đáng lý mình phải xưng là pro, nhưng mà vì phụ nữ mà mình không có dám xưng là pro vì cho nó kỳ lắm, xưng chị để cho nó trẻ. Đây, chị bán được bao nhiêu năm rồi? Chị nói được bao nhiêu năm? Ba mấy năm rồi. Vậy đó hả? Đời rồi. Rồi chị xin lỗi, chị năm nay bao nhiêu tuổi? 60 mấy tuổi rồi. Dạ, chị lớn hơn mẹ em nữa đó. Dạ hả? Đây là mình đang nói vui đó nha. Dạ. Tại vì mẹ năm nay là 54 tuổi rồi. 54 mà 54 dạ. Trẻ đâu có già đâu. Dạ dạ. Dạ. Rồi thôi gì cảm ơn chị gái nhiều nha. Đây chị gái bán ớt với bán mấy đồ tàu hũ chai rồi nè. Rất là nhiều luôn. Đây chị bán với hàng mã luôn đó hả? Dạ. Dạ. À chị gái này bán, cô này bán hả? Dạ. Rồi thôi gì cảm ơn chị nhiều. Dạ, chúc chị sức khỏe với bán đắt nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình di chuyển lên phía trên này của chú anh chị. Đây. Nói chung thì chợ Cái Răng của chú anh chị đi đó là rộng vô cùng luôn. Em sẽ đi những cái nơi mà đặc biệt nhất để gửi đến cho cô chú anh chị xem nha. Đây. Chào chị gái. Đây, có chị gái này bán đồ nữa nè. Ở đây bán ổi, trái cây. Mọi người buôn bán ở đây đông vô cùng. Đây là khu vực bán bánh nè, đồ chai, dưa hấu luôn. Dạ dạ. Đây có một cái gian hàng bán dưa hấu. Chị quay dưa hấu rồi chị. Dạ dạ. Là chị gái bán dưa hấu nè. Chị đang gọt khóm cho khách nữa. Chị có bán khóm nữa. Đây dưa hấu chị bán quá chừng luôn. Kẹt xe. Rồi đây có 3 trái cốm, 4 trái cốm nha. Và có một cái chỗ để dưa hấu rất là to nè. Rất là nhiều dưa hấu chứ. Quá chừng luôn. Rồi gì cảm ơn nha chị. Dạ, đây thấy camera rồi chạy đi chỗ khác rồi. Dạ. Đây có gia đình. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, bên này với bên này cũng bán kiệu, quay bên nào nè? Hai người luôn phải không? Rồi lựa quay, lựa người chính giữa quay. Dạ, lựa người chính giữa quay nha. Đây cô này bán giò với khoanh ha. Dạ, mắt heo, má heo. Đây. Dạ có chứ, lên YouTube. Làm gì không lên YouTube được. Quay đời sống chợ cho bà con trong với ngoài nước xem đó cô. Ừ đó. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? Vậy đó hả? Cái này bán chậm. Sao vậy? Bán chậm hả? Ừ. À dạ. Lần bán còn được đồ lên giá bán hết. Dạ. Nói chung thì dạ hiện tại thì con làm cái này là làm cá nhân á, nên không có nhận tiền từ các cái chỗ mạnh thường quân. Thành thử ra là con chỉ có làm cá nhân thôi. Ví dụ như mấy cô muốn ăn sáng thì con mời mấy cô ăn sáng vậy thôi à. Vui vui vậy đó, cô cháu mình nói chuyện vui thì được. Chứ con không có nhận tiền bên tổ chức á. Dạ, nên cô thông cảm giùm con nha. Đây có cô này bán củ kiệu nè. Thật ra đây chắc đây sẽ thuộc dạng là xưng hô, chắc là nếu phải xưng bà mới đúng. Dạ, đây bà này, mấy bà là bán củ kiệu nè. Tại vì xưng hô cô đang cho nó trẻ lên chút. Dạ. Cái nhà này đi chỉ về đi cái Bình An đó hả? Dạ đi Bình An á, Bình An là một mình đó nha. Dạ. Dạ. Đây. Đây cô đây, đây có bà này với cô nè. Đây. Dạ. Bà bán được nhiêu năm rồi bà? Trời ơi, mới bán đây mới Vĩnh Thuận cái nọ nhà có tiền có thuốc. À dạ. Rồi nó bị hai cái mục này nè rồi nửa mỏng rồi giờ chưa có tiền. À dạ. Rồi chồng cái nhà bị ta biến rồi đâu có ấy. À bà bán củ kiệu không đó hả? Bán. À dạ, đây bà bán củ kiệu nữa nè. Đây, phía bên đây á. Phía bên đây cũng có một cô bán nữa nè. Ồ cô, à cô đang có khách hả? À đây cô đây có khách rồi. Thôi vậy mình di chuyển đi, thôi vậy con chào cô nha. Thôi con chào cô luôn nha. Dạ, chúc cô sức khỏe với bán đắt nha cô. Dạ, mấy cô đây nè, dễ thương lắm nè. Ở đây thì có cửa hàng bán bánh. Đó. Wow, ở đây bán bánh. Ở đây chị gái này bán cà tím nướng. Chào chị nha. Dạ, cà tím nướng. Đây là lần thứ hai mình thấy ở chợ bán cà tím nướng nè. Lần trước em đi chợ Tân Hiệp ở Kiên Giang đó chị, hay còn gọi là chợ Sao Mai á, cũng có một chị đó người Bắc chị bán cà nướng nữa. Này. Dạ hôm nay đi chợ Cái Răng. Dạ. Dạ chưa đâu chị, sáng nay thấy trời còn âm u quá em chưa dám đi. Hay đi tham quan chợ trước. Đây là những cái trái cà nướng chị bán nè. Chị em quay tí xíu nha. Dạ. Nếu mà đúng ra là có mình nên chỉ bán luôn hả chị? Còn mình chỉ bán đây luôn hả? Là cà nướng chỉ có mình chỉ bán nha. Đó, đây có một mình. Không con, chú không có mua ít số. Thông cảm với chú nha. Đây, chị đang lột cà nướng cho khách để bán này nha. Cái này chị bán chị là một bọc là bao nhiêu cho khách chị? 20 ha. Dạ, có mỡ hành rồi này nọ luôn đầy đủ ha. À, chỉ là có nêm muối chắc có nêm muối hả chị? À, muối với đường. À, anh chú này là chị. Không được, ăn mặn được. Mấy thằng này nó bán cái số nuôi em, nó mua tả cho em đó nè. Vậy đó hả? Nó lên đi, nó khổ lắm. Thật ra thì nó mua tả cho em. Dạ. Thật ra thì cái này có cứ lột khẩu trang ra đi. Nó lại nhà tôi lại trả cho con. Thôi vậy thôi, đừng lột, em nó còn nhỏ trên nhỏ đừng còn ngại lắm. Thôi rồi em hiểu rồi. Rồi vậy đi nha. Thật ra thì cái này tại vì em nó còn nhỏ nó đừng có em biết rồi nhưng mà tại vì bé còn nhỏ đừng có bé lên hình nó ngại chị nhiều khi luôn. Thật ra thì cái này em chỉ quay bé thôi tại vì em làm chị đang bán đồ gì ủng hộ cho em. Dạ. Em quay chợ với lại em không có nhận tiền từ các tổ chức mạnh thường quân đó chị nên thành thử ra là chỉ có là ví dụ như con muốn ăn gì để chú mua cho con ha. Đó, thì cái đó giúp cho con được chứ chú không có nhận. Ăn mua số được không? Dạ. Không cái đó thì sức em có hạn rồi chị ơi, không có khả năng cái đó rồi. Dạ. Bởi vì cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đây có trường hợp bé này mấy chị cũng dạ rồi em cảm ơn chị gái nhiều nha. À cà nướng của chị gì ta? Chị Liễu hả? Chị Thủy hả? À dạ, đây là cà nướng của chị Thủy bán nha. Đây. Ngay chợ Cái Răng. Dạ chị bán ngay cố định ngay đây không? Ngay đây luôn ha. Dạ rồi vậy em cảm ơn chị nhiều nghe chị. Dạ cảm ơn chị Thủy. À, gặp chị Thủy rất là vui vẻ nha. Dạ hồi nãy em có nói rồi. Dạ để mấy anh em có nghe nói vậy giùm em nha. Dạ rồi cảm ơn nghe chị. Trai đi chợ hả? Dạ thôi thì em sẽ lặp lại một lần nữa nha, tại nãy em có lặp lại rồi. Tại vì cá nhân của em làm á, là em không có nhận tiền từ tổ chức mạnh thường quân, là sức em có hạn nên em không thể nào giúp bé được. Ví dụ như bé nói cho chú ơi con ăn sáng thì em mời bé một buổi ăn sáng gì đó thì được. À, cái đó thì ok. Vậy đó hả? Dạ. Thầy có mấy anh em bán dưa hấu anh. À, trời bán dưa hấu nè. Đi chợ mà gặp được mấy anh chị em mà vui vẻ gì á, mình rất là mừng nha. Có hai niềm vui của mình, thứ nhất là mỗi ngày mình thức dậy á, mình đi quay những cái thước phim đẹp cho cô chú anh chị xem thông qua màn ảnh nhỏ nha. Thứ hai là em gặp được gỡ những người anh em nè, rất là vui. Đây. Rồi vậy cảm ơn anh trai nhiều nha. Rồi anh trai bán dưa hấu ở đây không hả? Dạ. Rồi chúc anh này sức khỏe với bán đất nha. Dạ dạ. Rồi em chào anh trai. Em từ Kiên Giang lên đây luôn đó. Sáng nay chạy xe lên đây rồi đúng là trời mưa rồi, ai ngờ nó nắng, mừng. Dạ, thôi em đi anh trai ơi. Dạ dạ. Phía bên đây thì có một cô, và cô này thì bán, em được biết là cô bán đậu hũ cũng khá là lâu năm rồi này. Dạ con chào cô. Bán hết trơn đậu hũ đó hả cô? Dạ, còn mấy hũ đây đấy ha. Đây cô bán hết trơn luôn rồi nè. Cái ấm đó là cô đựng cái gì vậy cô? Hả? Đựng nước gì cô? Cái này là nước đường. Nước đường đó hả con? Là cô châm vô trong tàu hũ vậy đó ha. Mình để vô trong cái ly này nè. À vậy đó hả? Wow. Này cô nè, lần trước em có gặp cô nha, cô bán đậu hũ rất là lâu năm rồi đó. Em bán đây nè, 20 mấy năm nè. Dạ. Nè bán nấu rồi đó em. Đây cô đây nè, con chào cô trước nha. Đây. Cô là cô tên gì con quên rồi ta, lần trước con gặp mà con quên nè, cô tên gì? Sao? Cô tên gì con quên rồi. Cô tên Ngân. Cô Ngân hả? Dạ đây cô Ngân này nghe, bán tàu hũ với sữa đậu nành. Bán được 20 mấy năm rồi ngay tại chợ Cái Răng. Dạ, quá chừng luôn. Cái này cô bán vậy là một phần bao nhiêu cho khách vậy cô? Hả? Cái này cô bán một phần vậy là bao nhiêu cho khách? Có 10.000 hả? Là đậu hũ sữa đậu nành cô.